tỏ tình với bạn gái thì còn lãng mạn coi. Nãy em hứa rồi đó. Nào, em làm được. Thử xem. Tất cả mọi người đang ủng hộ bạn đấy, đang chờ bạn đấy. Anh nhìn tôi chi, nhìn tổ kia. Anh bày em. Anh bày đây em hả? Em suy nghĩ trái tim em nó mách bảo cái gì em nói điều đó. Rồi thì buổi đầu gặp gỡ thì anh thấy thì trước tiên là anh không thích rồi. Thì anh muốn em cho anh một cơ hội để... Nhìn trời ơi em đây nè. Em đây nè. Nè thí dụ nè, em nắm tay. Nè, ta nhìn thẳng vô mắt nhau nè. Em, lần đầu tiên anh gặp em, anh cảm giác trái tim anh nó sao động làm sao ấy. Và hy vọng rằng anh sẽ đem lại sự lãng mạn, đem lại tình yêu cho em. I love you. Em là Nguyễn Văn Tám, năm nay 33 tuổi, kỹ sư cầu đường. Em đến từ Quảng Trị. Em làm ở đâu? Dạ em ở quận Bình Thạnh, nhưng em làm ở quận 1. Ở với ai? Dạ ở với đứa em trai ở dưới này. Em trai. Em bên chú. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. À dạ, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thủy, em năm nay 25 tuổi và em đến từ Huế. Công việc hiện tại của em là nhân viên hành chính nhân sự ạ. À, Huế ở Mô. Dạ, Huế em ở gần Vị Dạ. Chủ cầu Trần Tiền đúng không? Tường. Không, xuống tí nữa. Một người ở Quảng Trị, một người ở Huế thì nó cũng gần nhau ha. Thôi bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi bạn. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một vài mối tình rồi. Dài nhất cũng tầm 3 năm á. Xưa thì còn trẻ yêu cũng gọi là tin yêu về thôi, chứ cũng sâu đậm chẳng có sâu đậm gì. Trời ơi, 3 năm mà chưa có sâu đậm gì hết. Rồi vì sao chia tay? Gia đình này kia không hợp tuổi thì... Ai nó không hợp tuổi? Bên bạn gái nó không hợp tuổi thôi. À bên bạn gái đó hả? Dạ. Rồi bạn gái chia tay. Dạ. Rồi mình buông luôn. Thì chia tay cho hai bên. Bạn làm công tác cầu đường hả? Dạ em kỹ sư nhưng mà chuyên thiết kế về hạ tầng giao thông, có nghĩa là cái phần gì đấy, đất đường xã cầu cổng gì em làm. Thế vậy thì bạn đi suốt luôn vậy đó hả? Không, em ở ngồi ở văn phòng, em không ở nhà văn phòng thôi. Dạ lâu rồi. Lâu mình có đi một đôi bữa. Bạn gái mình thì sao? Dạ em có một mối tình thời sinh viên ạ, quen cũng được 4 năm ạ. 4 năm? Dạ vâng. À, vì đang chia tay? Dạ tại vì trong cuộc sống thì có những cảm dỗ mà bạn trai không có bản lĩnh của người đàn ông, với lại kiểu em yêu xa nữa. Anh đã ở đâu mà xa? Dạ hồi trước thì em học ở Huế, còn anh đã ở trong này ạ. Rồi bạn trai, bạn có ưu khuyết điểm gì? Em là một con người của gia đình, có nghĩa mọi việc trong gia đình em đều làm được. Về khuyết điểm? Khuyết điểm thì có vẻ trái xây dựng nên ít có cái tính lãng mạn. Bạn gái có phải tiếp người lãng mạn không? Hay là... Dạ cũng rất là lãng mạn ạ. Huế mà ha? Dạ đúng rồi. Bạn chỉ thích lãng mạn. Huế mộng, Huế mơ. Lãng mạn thì mình sẽ tạo ra cách lãng mạn theo bạn gái thôi. Thí dụ bây giờ hẹn một buổi đầu tiên, bạn sẽ làm cách nào để cho một buổi hẹn nó lãng mạn? Mời đi xem phim hoặc là mời đi uống cà phê. Cũng đâu có gì lãng mạn. Uống thường thôi hả em? Như vậy đối với em quá lãng mạn đấy. Trời ơi. Có mình nghĩ ra cái gì lãng mạn hơn được không? Có thể thì đi cà phê tâm sự những cái quán nào đó hơi đẹp đẹp một xíu, nhìn ra ví dụ bờ biển hoặc bờ sóng gì đấy. À, mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào này? Biết chăm sóc gia đình, biết nói năng sự thể. Có điểm gì mà không thích ở người bạn trai? Kiểu quá lăng nhăng, phải có chính kiến của bản thân mình. Bạn trai mình có chính kiến không bạn trai? Có chứ, em rất quyết đoán trong công việc đó. Mình có lăng nhăng không? Lăng nhăng thì có ai yêu đâu mà lăng nhăng chị. Nếu mà có người yêu thì cũng lăng nhăng đúng không? Không không, chỉ tính cách nghiêm, không có tính lăng nhăng. Có lăng không? Lăng thì vẫn có, nhăng thì không. Rồi vậy bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Chỉ cần tính tình hiền, biết là kính trên nhường dưới. Về chiều cao, cân nặng, nước da. Chiều cao bất kể cái da gì cũng được. Không có đòi hỏi về ngoài hình làm về tính cách thì mình có người đặt ra. Có hiểu. Mình có cái mẫu người lý tưởng gì không em? Da giống anh Cương Linh ạ. Giống anh Cương Linh. Quá giống. Giống không em? Giống. Giống hả? Trời tự tin dữ. Về tính cách á, cách mà chăm sóc gia đình của anh Linh á. À, phải theo anh Linh học khóa nữa mới được. Để chị qua chị coi. Rồi chào chị. Chào bạn. Bây giờ người bạn gái này, cô này cổ lãng mạn dữ lắm. Lãng mạn nữa. Mà em nói chuyện sao nó cục cục quá à. Nói chuyện nó phải dài, nó phải nó tình cảm một chút. Em thì ý này không được lãng mạn cho lắm. Mình phải cố gắng muốn lấy vợ dạ, thôi. Dạ, em phải cố gắng. Cố gắng lên nha. Dạ. Bây giờ em hỏi cô gái bên kia coi, ở Huế là ở đâu rồi, hai người nói chuyện nhau coi có quen biết gì trước không, thử hỏi đi. Thì ở chỗ nào ở Huế em? Dạ lúc nãy em còn Vị Dạ. Vị Dạ. Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá mà đò từ Vị Dạ thẳng ngã Ba Sình đấy. Tiếp đi. Em chẳng biết nói. Chẳng biết nói gì luôn hả? Dạ. Biết hát không? Hát không. Em đọc một bài thơ được thôi nữa. Trời ơi.
Trời ơi, có giấy được à. Hôm qua có chuẩn bị một cái bài thơ của là tác giả Nguyễn Linh Giang. Em hãy về quê anh nghe em, mẹ sẽ đón em bằng nụ cười rạng rỡ. Con đường réo vui chào mừng cô dâu mới, xóm làng mỉm cười thêm được một công dân. Em hãy về quê anh nghe em, em hãy về quê anh nghe em. Được thôi. Sao em? Mặc dù đây là một bài thơ không phải của anh ấy sáng tác, anh mượn lời, nhưng mà rất là có ý nghĩa. Cũng em đưa tờ giấy ra cho anh. Đây anh. Gửi qua anh kia cho người ta cất làm kỷ niệm. Em chữ của em hay nhờ ai viết? Chị Ban viết. Bạn viết luôn, trời ơi. Chứ không phải chữ của anh luôn hả? Không. Trời, bạn viết thơ người khác gửi em. Vậy là kỷ niệm cái gì? Ai biết. Anh nghe anh nói như vậy, em đoán hình ảnh như thế nào? Chắc cũng hơi gầy gầy. Hơi gầy gầy, ổng gầy lắm, ổng gầy lắm. À, rồi sao nữa? Rất là chân chất. Đúng rồi, chân chất, có chân chất. Chắc tóc không có bị hỏi. Nhưng mà sao nghe cái giọng mình đoán người ta không bị hói hay vậy? Tại em nghĩ chắc dân công trình thì đồi nọ nhiều, tóc nó không bị rụng. Suy luận hay ha. Một cô gái rất là xinh xắn, dễ thương đấy. Có đi với ai? Có em trai. Ui, em trai hồi nãy đó, đâu rồi? Có bạn bè rồi anh em. Bà con rất nhiều vậy kia. Rất nhiều đúng không? Dạ. Người nào viết thơ cho em đâu? Người áo sọc, sọc. Rồi mời áo sọc luôn. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Xin dạ. Chào các anh chị trong trường quay hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Văn Khanh, là em họ của anh Nguyễn Văn Tám. Hôm nay cùng đi với tôi thì rất đông anh chị em trong dòng họ. Cũng mong rằng qua chương trình này thì anh Nguyễn Văn Tám của chúng tôi sẽ lấy được vợ. Em gái rất là xinh xắn, dịu dàng, Huế. Có lẽ là hợp với tính cách của anh Tám. Rồi, cảm ơn anh. Hôm nay em gái mình có đi với ai không? Dạ, em đi với anh Hai, với hai người bạn thân của em ạ. Anh Hai hả? Dạ, vâng ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị và các bạn trong trường quay. Em này thì có thể em đứng dậy cho anh coi một xíu được không ạ? Sao em? Có nghe. Bạn này thì anh cũng thấy là cũng cao ráo. Anh cũng muốn là hai bạn thì sẽ tìm hiểu nhau để mà nó tiến tới tốt hơn. Mời bạn thân, Thủy cũng muốn nghe ý kiến của bạn. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Thì em là bạn thân của Thủy. Một cái buổi tỏ tình thì anh có làm được không? Thì anh sẽ cố gắng hết sức thôi, biết làm sao nữa. Em không thích cái từ cố gắng. Cố gắng là nói là kiểu là cố gắng làm thì làm được thì được thôi. Tôi cố gắng hết rồi. Bây giờ người ta muốn một cái buổi tỏ tình lãng mạn, em làm được hay không? Rồi, yes or no? Em sẽ làm được chị Cát Tường. Anh hứa anh sẽ làm được, nói với người này nè. Một buổi lãng mạn để tỏ tình bạn gái bên kia, em sẽ làm được. Bạn gái bên kia tên gì anh? Tên Thuy. May quá. May quá. Phải quyết đoán, phải mạnh mẽ lên. Dạ. Quyết tâm là được. Kéo màn lên. Dạ, đồng ý. Chúc thành công nha. Dạ. Kéo màn lên. Nào. Nhân buổi đầu gặp thì anh cậu bỏ hoa tặng em. Cảm ơn anh ạ. Chúng ta cảm nhận về nhau đi. Nhưng em nói trước. Chuyện tình yêu đàn ông nói trước. Nói đi. Nhưng nói gì? Hả? Nói gì? Nói gì? Nói cái gì? Muốn nói gì nói. Em cảm nhận cái người kế bên như thế nào? Đối diện như thế nào? Đầu tiên, lần đầu tiên gặp em thì anh thấy rất xinh. Cảm ơn anh ạ. Thì anh nghĩ chương trình bàn muốn anh ho tạo cho mình một cái duyên để gặp gỡ đây. Thì anh hy vọng chưa, anh em mình không hy vọng gì hết. Cái đó Khoan nói, chưa có làm gì, chưa có cơ hội. Mình tự tạo cơ hội cho mình nha. Dạ. Nào, mình suy nghĩ thế nào về người đối diện? Mình nói hết những cái suy nghĩ mình ra. Nào, nói đi. Rắn rắn mố. Nói đi. Có 2 phút đó, răn tới mai luôn á. Em thấy người đối diện thế nào? Thì người đối diện của bạn rất xích. Thích không? Em rất thích. Phải nói là anh rất thích em. Khi gặp mặt mình nói thoải mái. Đúng mạnh mẽ lên. Dạ. Theo anh thì trong một mối quan hệ mà giữa hai người á, thì sẽ chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn. Nhưng mà nếu như anh thì anh sẽ chọn cách giải quyết như thế nào? À, anh hiểu rồi, để anh trả lời. Ví dụ trong một mối quan hệ hai người xích mích thì anh cũng nhường nhịn thôi. Chứ mình cũng chẳng cần gì mà ấy cho mình. Vì anh tính anh rất dễ, không bao giờ gây xích mích ai. Dạ, nhưng anh làm người bằng nửa dần thì sao ạ? Cái trường hợp đó là anh thực sự anh chưa gặp trường hợp. Thí dụ gặp thì sao? Ví dụ nếu gặp thì phải dỗ họ chứ biết sao anh. Dỗ sao? Dỗ tại dẫn họ đi ăn uống cà phê hay nói chuyện rồi dần dần rồi họ sẽ hết thôi. Cho em hỏi một câu hỏi nữa được không rồi, ạ? Rồi em cứ nói. Theo anh thì
trong tình yêu thì người đàn ông hay là người phụ nữ nên chủ động? Cái đó chắc chắn là sẽ là người đàn ông. Anh có câu hỏi nào muốn hỏi em không? Lên đây rồi anh muốn nước. Biết nói gì. Em hãy mời một lời mời cô gái về quê mình chơi đi. Lúc nào mà rảnh có điều kiện thì mời em về Quảng Trị ăn chứ. Để em hỏi mẹ em đi ạ. Để em có anh hỏi luôn chứ. Tỏ tình với bạn gái thì còn lãng mạn coi. Thử nãy xem. Em hứa rồi đó. Nào. Em làm được. Thử xem. Tất cả mọi người đang ủng hộ bạn đấy, đang chờ bạn đấy. Anh... Nhìn tôi chi, nhìn cổ kìa. Anh bày em. Anh bày em nữa hả? Em suy nghĩ trái tim em nó mách bảo cái gì em nói điều đó. Rồi thì buổi đầu gặp gỡ thì... Thì anh thấy thì trước tiên là anh cũng thích rồi. Thì anh muốn em cho anh một cơ hội để... Nhìn trời ơi, em đây nè. Em đây nè. Nè, thí dụ nè, em nắm tay nè, ta nhìn thẳng vô mắt nhau nè. Em, lần đầu tiên anh gặp em, anh cảm giác trái tim anh nó sao động làm sao ấy. Và hy vọng rằng anh sẽ đem lại sự lãng mạn, đem lại tình yêu cho em. I love you. Ok. Đấy, ngồi người thật lớn, anh chị làm. Làm đi. Thí dụ vậy. Thử lãng hết mạn. Hết giờ là trễ đó nghe. Rồi nói. Sao? Nhìn bên kia chứ. Nói đi. Nói. Là nói nhưng hôm nay mình gặp gỡ ở đây cũng có một cái duyên rồi. Anh hy vọng là em cho anh một cơ hội để... Thôi chưa là được em à. Thôi ơi gồng rồi. Gồng cứng hết trơn. Ủa rồi rồi hả? Thôi chưa là được. Đừng có già thôi. Tôi biết rằng trong trái tim của anh ấy cũng rất là ướt át đấy. Vấn đề còn lại là chúng ta sẽ cảm nhận để suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Ấn nút hay không là tùy thuộc vào hai bạn. Chúng ta đừng lên đây bấm nút để đi uống cà phê, bấm nút để làm vừa lòng một số người. Bấm nút hay không, điều đó hết sức là thiêng liêng. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời em. Của em. Em cứ cầm. Lý do tại sao em gái? Dạ tại vì lúc đầu em nói là em cần một bạn trai là phải cương quyết và lãng mạn nữa. Mà có lẽ là em anh định đây là cũng cái duyên. Nhưng mà cái nợ sau đó là nợ bạn bè. Rồi em sao? Nhát quá, bạn trai ơi. Đôi khi cái nhút nhát đó nó cũng là một cái bất lợi cho mình. Thôi, mình không bấm nút thì ở dưới khán giả có hàng triệu người sẽ bấm nút cho anh, bấm nút cho bạn gái. Thôi giờ mình tạm tin nha. Để đây hỏi bên kia kiểm tra. Đúng rồi, bây giờ 32 tuổi, mình đã tính tới chuyện kết hôn chưa? À, cái khổ nhất của em là mỗi lần về nhà, mẹ cứ ăn cơm mẹ nói, thôi mẹ lấy vợ đi, hàng xóm nói mày đi đi. Anh chị, em yêu hơi sớm tí, năm 16 tuổi. Cái tính của em thì thích một người đàn ông chững chạc, phải có cái suy nghĩ chín chắn. Giống như là cái tính hay ghen ấy, thì em cũng không thích lắm. Anh bên này là cũng lớn hơn em đó, tuổi này chị thấy hợp rồi đó. Xưa giờ mộng được mấy mối tình rồi mộng? 4 mối tình rồi chị. À, lý do sao mình chia tay? Tại về tính chất công việc của anh, của em thì em hay đi nước ngoài làm. Đi nước ngoài làm gì? Trang điểm hả? Dạ không, trước đây em làm bên quản lý nhà. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên Cao Nguyên Hoài Mộng. Ủa, đàn ông tên Mộng hả? Trời. Đàn ông tên Mộng bình thường chị. Mộng mới chị. Ngoài Hoài Bảo chị. Bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm việc gì? Em nay được 32 tuổi chị. Em đang học theo lớp trang điểm nail. Trang điểm? Tóc. Quê bạn ở đâu? Em ở Hòa Công. Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường. Chào chú Quyền Linh. Chào con. Tên đầy đủ của em là Châu Ngọc Thảo, 25 tuổi. Em là nhân viên BG, tư vấn bán hàng. Và em có kinh doanh thêm nước hoa ở trên mạng. Cũng có một chút gốc gác ở dưới Gò Công. Ồ vậy hả? Dạ, Dàm Láng luôn. Bạn ở Dàm Láng gần biển không? Không, mình không ở Dàm Láng, mình ở Sài Gòn. Nhưng mà mẹ của mình hồi xưa cũng có ở dưới Dàm Láng. Anh em đi mình vậy đây. Mình là vợ chồng mới kêu bằng mình đó. Thế em có thích làm tóc, làm nail, trang điểm được không? Cái đó là hình như là cái đam mê của em á anh. Em cũng đang có một dự định là em sẽ học nail thêm á. Chắc đó là lý do tại sao anh học nail đấy. Vậy có lấy phí không anh? Để coi thế nào đó. Ủa sao mà coi là coi cái gì? Nếu mà là bạn bè thì chắc giảm 50%. Còn nếu mà xa hơn nữa thì là trả tiền lại nữa. Câu sau vớt lại chút chứ nghe câu đầu hơi dừng chút xíu. Hoài Mộng, rồi Hoài Mộng đi học làm trang điểm nữa. Có ai nghi ngờ Hoài Mộng gì không? Hay dạ. Không, cái này là cũng một cái lý do để mà FA tới giờ. Tiêu chí của em bây giờ là đặt ra phải là bạn gái á là phải tin tưởng tuyệt đối 100% vào cái giới tính của mình.
Nhưng làm sao để ta tin trong khi mình tên hoài mộng đi học làm trang điểm? Cái lý do học trang điểm là trước kia em cũng đi làm à. Làm đây làm đó là cái giờ muốn mở một cái gì đó riêng mình. Nhưng mà em thấy cái nail ở nước ngoài nó hay. Mình học mình về áp dụng cho ở Việt Nam có một cuộc sống ổn định. Anh hỏi để cho bạn gái bên kia hiểu thêm thôi. Rồi bạn nữ, bạn giới thiệu về mình đi. Ưu điểm của em á, thì em rất là vui vẻ, rất là hoạt bát với mọi người. Em có cái tật xấu á, là em nóng tính lắm. Có thể mà cái gì ở trước mặt em là em có thể quăng đi luôn. Chén ly gì nó bay thì em không biết. Sao gái lúc này nóng dữ vậy ta? Đồ trang điểm mua mắc tiền lắm á. Không, đồ trang điểm em cũng đam mê lắm chị. Trời em không có dám đâu. Chỉ có cái nóng tính thôi. Dạ, nóng tính. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? 2 mối tình chị. Em yêu hơi sớm tí, năm 16 tuổi. Cái tính của em thì thích một người đàn ông chững chạc, phải có cái suy nghĩ chín chắn, giống như là cái tính hay ghen ấy thì em cũng không thích lắm. Anh bên này là cũng lớn hơn em đó, tuổi này chị thấy hợp rồi đó. Xưa giờ mộng được mấy mối tình rồi mộng? 4 mối tình rồi chị. Nhưng lý do sao mình chia tay? Tại về tính chất công việc của anh, của em á, thì em hay đi nước ngoài làm. Đi nước ngoài làm gì? Trang điểm á hả? Dạ không, trước đó em làm bên quản lý nhà khách sạn, cũng làm bên Xin, bên Canada, bên Mỹ. Mộng, anh hỏi thiệt mộng nha, có ai nghi ngờ giới tính em không? Trời sao nãy giờ ông Mai ông cứ hỏi cái vụ này hoài tôi nghi ngờ quá vậy Mai trời. Phải rõ cái coi này. Cái coi. Chào chị, chịu nghi không? Chị đang quan sát chút nè. Cũng có một số người hỏi nhưng mà em thì cứng. Sao chị cứng mà nghe nó không cứng vậy? Cứng cái gì? Đứng lên coi. Cứng hết. Không gồng lên coi cứng không? Trời, cứng lắm, không gồng rách áo. Cứng lắm. Cứng không? Hôn phụ nữ lần cuối cùng cách đây bao lâu? Chắc cũng khoảng 4 tháng. Rồi, thôi Mộng ngồi đi Mộng. Mộng cũng đừng buồn tụi anh, bởi vì tụi anh làm cái nghề mai mối này tụi anh phải tìm hiểu cho nó kỹ. Đẹp trai quá trời nè. Đẹp trai, đẹp trai quá đi nghi đó. Thì bởi vậy anh về mình ta cũng nói anh bóng. Nhưng mà nó... thôi giờ mình tạm tin nha. Để hồi bên kia kiểm tra. Rồi. Đúng rồi, bây giờ 32 tuổi. Mình đã tính tới chuyện kết hôn chưa? Cái khổ nhất của em là mỗi lần về nhà mẹ cứ ăn cơm mẹ nói thôi mày lấy vợ đi, hàng xóm nói mày bị đê. Mẹ không vậy? Thấy chưa? Mẹ còn nói mà. Đó là lý do tại sao mà ế. Không, anh tin rồi đó. Anh tin em là cứng hả? Tin em cái kia. Anh tin em cứng. Mà nó nghe nè, đi nước ngoài nhiều, làm việc nhiều, va chạm cuộc sống nhiều rồi thì mình đã chuẩn bị cho cái máy ấm của mình sau này chưa? Thì em cũng đang định học xong rồi em mở cái salon cho mình. Ổn phải không? Ổn. Rồi hoa này biết hoa gì không? Hoa chị. Đúng rồi. Cái do cái gì đâu đi chị lá coi thơ. Cái này á, không hẳn là lá thơ. Là cái gì? Cái này nếu mà không hợp á thì nó là gốc thiệp. Còn nếu mà có nợ á thì em sẽ mở ra và đọc bên trong. Để anh đem qua kia đọc cho. Để lấy tình cảm được ha. Nhưng mà anh hay thêm. Đừng có thêm nghe đọc đúng sự thật của người ta. Đừng có gì mà hàng nhà trai mà không. Tại nãy giờ em có bỏ em nghe anh cứ nói hoài em không, lo quá. Không, bởi vì anh cũng phải thương bạn nữ bên kia, rủ anh làm mai nhầm sao? Rồi qua đây đọc đi. Ô chào cô gái. Chào chú. Dễ thương quá. Một chàng trai rất đẹp trai. Cứng không chú? Cứng chắc. Chú là kiểm tra sơ rồi, chú tin chắc rồi đó. Còn chú con kiểm tra với cái giác quan con thì tùy con ha. Bây giờ đọc lấy tình cảm trước nè, ấn tượng trước nè nha. Dạ. Đơn sinh yêu. Anh đọc xong rồi anh đưa cho em coi. Hết hồn. Kính gửi ban tổ chức chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đại diện là ông Mai Quyền Linh và bà mối Cát Tường. Rồi. Cùng toàn thể quý khán giả, tôi tên Cao Huy Hoài Mộng. Nay tôi làm đơn này để xin được hẹn hò với cô chấm 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 cô đó. Nếu may mắn tôi được em chấp nhận thì tôi nghiêm túc thực hiện các yêu sách hẹn hò. Ghê vậy? Yêu sách hẹn hò của em đề ra dưới sự chứng giám của ông Tơ bà Nguyệt. Đệ đơn chứ. Cao Huy Hoài Mộng đồng đơn chưa có chữ ký. Có đồng đơn. Nếu hồi được em ký vô nha, giữ luôn đi rồi hồi ký. Bây giờ có đẹp quá chị. Chị rất là xúc động lắm đó, thật biết sự em sao á. Cái này rõ ràng là người ta muốn tiến tới một điều xa hơn luôn. Bây giờ nè, con nói chú nghe, con không thích điều gì ở đàn ông? Con không thích đàn ông ghen. Tại vì cái tính chất công việc của con á, thường hay đi công tác, đi tỉnh á. Con không thích những người mà ghen bóng ghen gió. Thật sự khi mà yêu rồi đó, ai yêu ai cũng ghen hết á. Không yêu thì đâu ghen. Nhưng mà đúng thì không có ghen đúng. Rồi, còn gì không thích nó nói luôn. Con không thích bạn trai là ăn thịt chó. Có ăn thịt chó không vậy? 2 năm trước thì có ăn nhưng mà giờ bỏ lâu rồi chị. Bỏ luôn nha. Dạ luôn. Tại vì con yêu chó lắm. Yêu chó? Dạ. Có yêu chồng không? Chồng là phải yêu. Có nhiều người đó về ôm con chó không có ôm chồng. Dạ ôm cả hai. Hai đứa hai bên. Dạ đúng rồi. Rồi vậy cũng như xong vậy, ngang bằng nhau rồi. Gì nữa? Vì con hơi thấp á, con muốn một người nào đó được. Cao. Chú bảo đảm luôn, giống tốt. Chị. Chú quên. Cái đó anh đừng có nói bậy, anh chịu trách nhiệm á. Trách nhiệm. Chú đảm bảo rồi đó, cô gái cũng rất dễ thương. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đã. Dạ hôm nay em đi tới với mẹ. Dạ chào cô.
Tôi cũng xin chào chương trình và Huyền Linh với cô Cát Tường. Thì mẹ thấy cậu này thì cũng lịch sự, thì mẹ cũng đồng ý. Cô cũng có nói là em nó thì cái tánh không có được dịu dàng lắm, coi như là không có tỉ mỉ á. Không được, được cái là con bù lại, con dịu dàng, con tỉ mỉ. Được, vậy được chưa bác? Cũng dư tánh. Nếu mà tính tình thì con thuộc mẫu người chăm sóc gia đình, thích nấu ăn. Bác cũng nói rất là chân thành đấy ha. Hy vọng rằng mình sẽ hỗ trợ, bổ trợ cho nhau ha. Rồi, hôm nay Mộng đi với ai? Em đi với hai người bạn. Xin chào anh Quỳnh Linh, cũng như là chào chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Em là đồng nghiệp của Mộng, công việc của em di chuyển để chăm sóc hàng rất là nhiều. Có khi là trong một tuần mà em phải bay tới 3 quốc gia. Cái khoảng cách yêu xa thì nó luôn luôn là nó gặp những cái rắc trở mà. Chính vậy mà Mộng quyết định là về Việt Nam. Rẻ theo một cái hướng mà em thấy cũng hơi lạ. À là em đồng nghiệp là đồng nghiệp cái vụ mà đi là quản lý thôi, chứ không phải là đồng nghiệp vụ làm neo đúng không? Đó là cái điều mà Mộng muốn về đây, muốn có cái việc gì đó ổn định hơn. Về bạn gái bên đây thì riêng Thắng thì Thắng thấy là rất là ok, thì hai người sẽ có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn Thắng. Cảm ơn bạn. Giờ thì quyền quyết định của hai bạn. Nhưng trước khi anh kéo màn lên, anh hỏi Mộng rằng em mong muốn người bạn đời của mình như thế nào? Thích một người hiền lành một tí, tóc dài, đặc biệt là tóc dài. Dài đúng có không? Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Em không thích phụ nữ hay tụ tập chơi. Không, cô này rất giỏi kinh doanh làm ăn mà. Thôi được rồi, để cho hai bạn gặp nhau trực tiếp nói chuyện đi. Cái cặp đôi này là ông mai bà mối chịu rồi đó. Kéo màn. Nào, chúng ta hãy gặp nhau đi. Chào em. Dạ, em chào anh. Trời ơi, gì vậy? Tặng đi cho chị. Trời ơi, cảm ơn em làm bất ngờ quá. Có một cái món quà anh nghĩ là nó sẽ hợp với em hơn. Trời ơi, anh này anh hấp dẫn quá em ơi. Trời ơi, xuất sắc. Dạ, cảm ơn anh. Anh thấy anh thế nào? Hai bạn ngồi đi, ngồi tâm sự đi. Em rất thích cái tấm thiệp của anh. Em thích ở ngoài hay bên trong? Dạ, cả hai. Em có kiểm tra một cái gì? Dạ nha, đừng có để nói chứ đừng để bên ngoài lấn áp bên trong nha. Phải hết sức tỉnh táo. Bây giờ muốn test cái gì? Em thì em thấy được rồi, không cần test. Trời, tôi thích cái cặp đôi này dễ sợ luôn vậy đó. Tại vì em đến với chương trình thì cũng tìm một người để tiến tới hôn nhân. Mình đến đây mình gặp nha, chương trình này á, khi mà anh quyết định ở đây á thì anh nghĩ đó là cái duyên. Nhưng mà em khi mà tiến tới xa hơn một tí á, thì em mẹ như mẹ em nói thì em không phải là một người tỉ mỉ. Nếu như mà có cái tính gì xấu thì anh có thể chấp nhận được không? Em có một tính không, cũng không gọi là xấu, nhưng mà em hay nhõng nhẽo. Em rất là thích nhõng nhẽo với người yêu của mình. Thì đó là chuyện hiển nhiên. Thật sự tính anh cũng nóng, anh mặn quả. Khi mà cưới vợ mà vợ nói chuyện nhỏ nhẹ, cho dù mình nóng mình cũng giảm bớt được phần nào. Anh thích ở cái chất giọng của em và cái mái tóc của em. Dạ. Còn bạn gái thấy sao? Con thì thấy anh trai này thì hợp với tính của con. Thôi chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ. Có mẹ ngồi dưới, có bạn bè thân ngồi dưới. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mẹ ơi. Khoan, phải ngồi đó. Ký cho tôi cái đi. Em có viết mà. Bản án chung thân. Có tên mình chậm. Có liên quan đó. Điền tên nó trên chưa? Hai đứa nắm tay vô coi. Dạ thưa bác. Thưa các bạn quan viên hay họ, đơn xin yêu kính gửi ban tổ chức chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đại diện là ông Mai Quyền Linh, bà mối Cát Tường, tôi Cao Quy Hoài Mộng. Nay tôi làm đơn này để xin được hẹn hò cùng với cô Châu Ngọc Thảo. Nếu may mắn tôi được em Châu Ngọc Thảo chấp nhận, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện các yêu sách hẹn hò của em đề ra dưới sự chứng giám của ông bà Quyền Linh và Cát Tường. Đệ đơn Cao Quy Hoài Mộng, người ký tên đồng ý Châu Ngọc Thảo. Chúc mừng. Rồi, sau đây là Châu có một số đôi lời cũng muốn được nhắn gửi tới Thị. Rồi. Con chào chú Huyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Chào Kinh. Chào Trường. Khi mà Thị đến đây thì mình cũng mong Thị tìm được một cái người, một nửa còn lại của mình. Mình cũng nói với Thị là tới tới rồi, có bồ đi. Hai đứa. Ý quá vậy. Em tên là Thủy, em năm nay 27 tuổi. Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Rồi, mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Hồng Vân, chào bạn cùng chơi và em xin chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt ở đây và đang xem chương trình. Em tên là Võ Đức Trường, sinh ra và lớn lên ở Gia Lai. Năm nay em 28 tuổi. 28, hơn bên kia 1 tuổi. Cái công việc hiện nay em đang làm gì? Dạ, em đang làm bảo trì điện cho một công ty trên địa bàn ở quận 9. Em gái cho bên đàn trai biết về ưu khuyết điểm của mình đi.
Dạ, ưu điểm của em thì em hòa đồng vui vẻ. Khuyết điểm của em là em hơi lười. Khuyết điểm khác luôn là em nước ướt. Có nghĩa là bộ phim người ta là chỉ khóc những cái lúc mà cao trào nhất, còn em là chỉ cần cảm động là em khóc từ đầu tới cuối. Rồi, mời em trai. Dạ, cái điểm mạnh của em là em vui vẻ hòa đồng. Dạ, em không hút thuốc mà em biết nấu ăn cũng hơi bị ngon. Em có mít ướt không cưng? Dạ, cũng hơi hơi chị ơi. Trời ơi, rồi coi phim có khóc từ đầu đến cuối không nè? Dạ, chắc là em khóc vào cái điểm cuối thôi chị ơi. Cái lúc mà cao trào thì em mới khóc thôi à. Nói chung hai đứa về giận nhau ngồi khóc thôi. Em có tật xấu gì không vậy cưng? Dạ, cái tật xấu của em thì nhiều lắm chị ơi. Dạ, ví dụ như là em được nghỉ vào những cái ngày mà cuối tuần thì chắc em ngủ từ sáng tới chiều vẫn được. Nhiều khi mà em căng thẳng quá thì có thể là em đi đâu mất tiêu nên hay trốn. Trốn đi đâu? Dạ, ví dụ như trong công việc thì em sẽ trốn đi chỗ nào đó người ta ít tìm được em nhất. Trong cuộc sống thì em đi biển hoặc đi đâu xa xa xíu. Ồ, vậy cũng phải tật xấu em ơi. Anh có thằng bạn á, cũng có tật xấu giống em. Nó thể mà nó giận cái gì hay nó làm được gì nó giận, nó trốn. Mà nó chuyên môn trốn trong toilet. Đó mới là tật xấu. Đường tình duyên bên đàn gái sao nè? Dạ, hiện tại là em đã trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh. Mối tình thứ hai thì là thời sinh viên. Và mối tình thứ ba thì là cách đây 2 năm. Thì em quen bạn đó cũng được khoảng 1 năm. Xong sau đó thì bạn đó quay lại với người yêu cũ. Rồi, mời em trai. Dạ, em thì em có 2 mối tình ạ. Em mối tình đầu tiên của em là gắn với thời sinh viên. Rồi, còn mối tình thứ hai của em là cách đây 1 năm rồi. Yêu mấy năm? Dạ, tầm cỡ 3-4 tháng thôi ạ. Ồ, vậy cũng ít quá. Nói chung là tình yêu của em cũng chưa sâu sắc gì lắm đúng không? Dạ. Bây giờ mình tính tới tương lai đi. Dạ. Em mong muốn có một cái người yêu lý tưởng của em như thế nào để cùng đồng hành với em trên suốt cả cuộc đời luôn? Dạ, thì cái người yêu lý tưởng của em thì chắc em không có mộng cao sang đâu ạ. Thì hiện đại và pha chút truyền thống là được rồi. Cái người nói mà một chút hiện đại pha lẫn truyền thống mới khó đó. Em tưởng tượng cái người bạn gái bên đây em như thế nào? Dạ, thì qua cái giọng nói và cách mà bạn chia sẻ thì em nghĩ là bạn này cũng có một chút gì đó gọi là hiện đại một tí. Tóc dài hay ngắn? Em nghĩ là nếu như bạn ấy thì chắc là tóc hơi dài xíu. Không, hiện đại phải tóc ngắn. Truyền thống như Hồng Vân là tóc dài. Chị nhìn em chị thấy em có vẻ là một người hơi tình cảm, hơi yếu đuối một chút xíu, đúng không? Dạ đúng rồi, em sống thiên về tình cảm. Hồi nãy em nói là em khóc đoạn cuối, chị không có tin đâu. Chị nghĩ là chắc em khóc từ đầu đến cuối đó. Khóc trước bên kia luôn á. Trong cái ví dụ như thường á, hai người mà yêu nhau rồi gây lộn với nhau á, thì em có khóc không? Dạ thì có một lần em níu kéo không được là em khóc. Trời, tội nghiệp không? Dạ. Anh cũng có thằng bạn, mỗi lần nó giận phụ nữ nó cũng trào, mà không trào nước mắt, nó trào nước miếng. Anh thiệt tình, người ta đang vô Melo mà thiệt cái anh chọt vô cái róc liền. Rồi đi làm ngành điện thì có hay bị điện giật không? Dạ, về cái ngành của em thì em bị điện giật hoài. Trời ơi. Em bị điện giật hoài. Trời ơi. Thiệt hoài luôn hả? Dạ. Mỗi lần bị điện giật rồi có khóc không? Dạ, không đâu ạ. Cái lúc đờ hay là gì khóc? Khoảng thời gian mà lúc em mới chia tay mối tình đầu tiên á, thì lúc đó là em bị điện giật nhiều quá và em quyết định là bỏ công việc về nhà luôn. Em giật khoảng bao nhiêu lần rồi? Dạ, nếu như mà giật nhẹ nhẹ thì nhiều lắm ạ, còn giật nặng thì không có ạ. Tức là bị giật nhẹ nhẹ nhiều hả? Dạ. Bữa nào đi khám bác sĩ lần bữa nha, kiểm tra lại toàn thể cơ thể coi sao. Anh bị điện giật có 2 lần mà anh cũng khùng rồi đó. Nói chung nó là gì nè, bên đây là tình cảm nhẹ nhàng hư sinh. Để tôi xem bên đàn gái coi. Trời ơi. Dạ anh. Dễ thương vậy trời. Đó. Em biết sửa điện không? Nghe không, điện. Vì em biết sơ cứu của người bị giật điện không? Chắc em phải về học. Phải học nha. Chứ nếu mà không mà sơ cứu không biết, người ta bị điện giật và rờ vô nó giật là cái người sau mới là mệt đó. Em nghĩ là cái đối tượng bên đây á, anh ấy như thế nào? Tại vì hồi nãy bạn đó có chia sẻ là bạn đó có một tật xấu là ngày chủ nhật ngủ có thể là ngủ từ sáng tới chiều. Thì em nghĩ đó đúng là tật xấu á. Tại vì nếu mà quen bạn gái mà ngủ từ sáng tới chiều thì thời gian đâu mà dành cho bạn gái. Không có bạn gái nó mới ngủ chứ có bạn gái dễ gì nó ngủ. Trời đất ơi. Với lại về cái vấn đề mà bị giật điện nhiều lần em thấy cũng hơi quan ngại. Cái này hơi quan ngại. Yên tâm, em trai bên đây là tỉnh táo lắm. Trừ khi nó trái gió trở trời thôi. Ông có nha, ông làm mối mà ông không có binh vực bên đàn trai. Mình phải nói hết cho bên đàn gái hiểu. Không, nhưng mà hồi nãy bạn có nói là đó là cái thời gian mà chia tay cái mối tình kia. Là khi mà bạn làm việc á, bạn bị lơ đãng quá là vì buồn á, cho nên mới bị điện giật.
Đó, cái vấn đề đặt ra là như vậy. Có nghĩa là một người rất là yếu đuối, tình cảm. Em không thích người bạn trai của em là quá yếu đuối. Có nghĩa là con trai là phải có quyết đoán nhưng không độc đoán thôi. Phải mạnh mẽ. Bên đây chỉ yếu đuối trong chuyện tình cảm thôi. Còn công việc thì rất là mạnh mẽ. Anh thấy những người làm điện là người ta mạnh mẽ lắm. Dạ em mạnh mẽ lắm. Quyết đoán không? Dạ có quyết đoán mà không độc đoán. Có gia trưởng không? Không độc đoán. Dạ không có gia trưởng anh. Chỉ có yếu đuối trong tình cảm thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Em chỉ do con người của em là sống thiên về tình cảm, cho nên cái mặt đó là cũng là cái mặt mạnh và cái mặt yếu của em. Đúng rồi. Thì em đã sắp xếp chuẩn bị cái gì cho cuộc sống gọi là hôn nhân chưa? Dạ thì em có chuẩn bị rồi chứ chị. Chuẩn bị gì nè, nói dạ, nghe. Thì cái khoảng thời gian đi làm của em thì em cũng tiết kiệm được một chi phí cũng ít để sao? Đủ để lo cho. Có chi phí sẵn sàng rồi. Đủ để lo cho bạn tầm 2-3 năm. Giờ nhà cửa sao, hai đứa lấy nhau rồi nhắm chừng nào có được căn nhà? Dạ của em là ở Gia Lai á, hiện tại thì em có mua được một miếng đất ở đó. Coi đâu miếng đất ở Gia Lai người ta bán đó, ta vô thành phố ta mua. Nói chung là anh cũng có chuẩn bị rồi đó, cho đàn gái yên tâm. Rồi bên hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại hội bạn thân của em. Hội bạn thân. Hội bạn thân có độc thân không? Dạ có, em lên đây thì ngoài gánh trọng trách là tìm người yêu cho em thì em cũng phải tìm luôn cho những người bạn của em. À vậy hả? Rồi. Vậy là mấy kỳ sau là có 1, 2, 3, 4 khuôn mặt này lên đây hết nha. Dạ em xin chào anh Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn trường, cũng như chào tất cả mọi người đang có mặt ở trong trường quay bữa ngày hôm nay. Mình phải cho nhau cơ hội ở đây chương trình để có thể tìm hiểu nhau, quen biết nhau hơn nữa. Mong Thủy và Trường hãy cùng nhau cho nhau cơ hội để có thể là cho tụi mình được báo hỷ sớm. Rồi sau đây là Châu có một số đôi lời cũng muốn nhắn gửi tới Thủy. Rồi. Con chào chú Huyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Chào Kinh. Chào Trường. Khi mà Thủy đến đây thì mình cũng mong Thủy tìm được một cái người, một nửa còn lại của mình. Mình cũng nói với Thủy là Tết tới rồi, có bồ đi. Nhắc đứa ý quá vậy. Tới rồi, bạn... lạnh lắm. Hồi nãy cứ Thủy có ra ám hiệu. Thủy nói là nếu mà bạn đó mày mà thích đó, thì mày phải dày. Mày không, mày thấy vừa vừa thì dày. Mà mày không thích thì phải như vậy. Giờ mấy đứa để sao nào. Dạ vậy. Ok. Rồi Trường đi với ai? Dạ em đi với cháu trong nhà của em và bạn em ạ. À, rồi. Dạ, cháu là tên là Thương, là cháu của chú Trường. Thì cháu thấy là chị rất là hoạt bát, khá là xinh xắn. Và với cái mái tóc ngắn thì thực sự chỉ là nhìn khá là cá tính. Còn về chú Trường á, thì bản thân chú thực sự là một cái người hiền lành và sống tình cảm. Cái việc mà chạy đi đâu đó thì cũng không hẳn là trốn đâu, mà là thực sự là cần một cái khoảng không gian yên tĩnh cho mình để suy nghĩ, để tìm cách vượt qua, chứ không hẳn là một cái người yếu đuối. Thực ra thì một bên hiền lành, một bên hoạt bát thì hai bên có thể là bù trừ cho nhau. Nếu như mà đến với nhau thì thực sự là cũng rất là thú vị ạ. Trời, con cháu giỏi quá nha. Đó, cháu chín chắn hơn quá là chú. Quá giỏi đó. Luôn. Chú thấy nghe cháu bình chú chưa? Số 1 luôn. Được rồi, bây giờ mình mở rào đi ha. Ông thấy sao? Ok. Mình nói ok, tôi cũng thấy ok đó. Tôi tiến tới đó. Mở rào. Bắt đầu đi Trường. Dạ ai, chào bạn, mình có món quà tặng bạn. À, cảm ơn anh. À, đây Thủy cũng có món quà. Cái này là quà handmade wrapbook từ tay Thủy làm. À, thì nếu mà sau này mà mình có duyên hẹn hò thì mình sẽ dán hình hai đứa vào đây. À. Đẹp quá nha. Hình như đây là lần đầu tiên em làm cái này cho một người nào đó. Cảm ơn bạn, mình thấy rất đẹp. Cảm ơn em, sao cảm ơn bạn. Bây giờ Trường hát cái gây ấn tượng thế nào? Để gửi tặng cho Thủy với lại là chương trình, với lại là quý vị đang xem chương hình, thì em xin gửi bài Tình Đông Phương. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngồi, tiếng yêu thương sao chưa thành câu. Sợ rằng đường về cũng còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trông nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vươn sầu lấy. Nàn đẹp dịu dàng muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em sẽ nhớ cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Nàn ơi đã biết chăng anh đã yêu từ lâu. Mời Thủy đáp lại đi. À,
Vậy em cũng xin đáp trả lại bài đó là bài nếu em được lựa chọn. Em hồi hộp quá em quên mất lời. Bởi gái tôi là đang khi em đã yêu là con tim em đã sương trong rất nhiều tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn, chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời, dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận, chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh. Rồi. Mỗi quà có người ta tặng mình cái gì nè? Trường thì là bên điện. Cái này là hồi xưa chuyên ngành của trường thì đã làm qua cái này. Và trong đó thì có rất là nhiều thứ. Đẹp quá à. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện trong vòng 2 phút nha. Thì cái mà hồi nãy trường nói là trường hay đi trốn, cái đó là chỉ là nhất thời thôi. Có nghĩa là cái lúc mà mình chưa tìm được một cái giải pháp gì đó thì tạm thời mình sẽ né nó một bên, để mình thứ nhất là mình lấy lại bình tĩnh cho mình, và thứ hai là mình cho cái người đó có một cái khoảng không gian để người ta cũng suy nghĩ lại. Có thể là sau đó thì hai người sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Miễn đưa em đi trốn là được. Nếu mà hai đứa tiến tương lai thì sau này về mình sẽ phát triển kinh tế gia đình như thế nào? Người ta nói là con trai thì xây nhà, còn con gái thì xây tủ ấm. Tiền bạc thì chắc là thể giữ hết. Tháng cho tiền cà phê với đổ xăng xe là được rồi. Ôi, dễ thương ghê không? Thương trời ạ. Ở trong cái quà tặng cho trường, Thủy có viết rằng đôi khi định mệnh chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua từ ánh mắt. Và bây giờ khoảnh khắc nó đã đến. Biết đâu định mệnh nó sẽ là ngày hôm nay. Và đôi khi định mệnh đó tốt hay không tốt, chúng ta phải chấp nhận điều đó. Bấm hay không bấm, đó cũng là định mệnh. Nào, hãy để tay vào nút bấm đi các bạn. Rồi, bấm luôn rồi đó. Thôi Linh uống cà phê đi. Bây giờ trường đã bấm, còn quyền quyết định vẫn ở Thủy. Đôi khi định mệnh cũng chỉ là những khoảnh khắc. Thôi được rồi anh. Qua từ đôi mắt ha Thủy ha. Dạ. Nào, chúng ta vẫn hồi hộp chờ đợi xem cô ấy có bấm nút hay không. 3 2 1 Chúc mừng. Thủy là làm đúng luật đó, cứ phải xuống cái cùng nó mới bấm. Nào hãy nắm tay nhau. Một nụ hôn đầu tiên để minh chứng cho mình bấm nút từ trái tim. Từ tháng sau trái tim mình hiện nay thế nào rồi? Dạ rung lắm anh ơi. Đẹp đôi đấy, trường cũng dễ thương hiền. Cô gái này bạn lĩnh đấy. Cái Vân cảm giác là định mệnh cho trường hay sao? Tại vì với cô bé này Vân không nghĩ là đến giờ này mà bạn chưa có người yêu đâu. Thực sự bạn này rất là hoạt bát, rất là duyên dáng rồi. Thủy thấy bạn xinh quá. Nè, đôi khi định mệnh chỉ nằm trong khoảnh khắc của một ánh mắt thoáng qua. Và chỉ cần ánh mắt thoáng qua các bạn đã có định mệnh rồi đó. Lấy hai cái hình dáng vô đây nữa là xong. Định mệnh sẽ nằm ở đây luôn. Giữ lấy. Đi luôn tí. Bây giờ lấy nhau về là ở đâu? Hiện tại thì bạn ấy đang học thì em phải chờ được. Thì em nghĩ là chắc cũng phải ở trong này gắn bó công tác công việc này cho không thiệt quê. Dạ em tên là Hồng Nhung. Năm nay em 24 tuổi. Em hiện làm một số công việc bán thời gian tại vì em còn đi học đại học luật chị. Đang học luật. À, quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Bình Dương chị. Dạ em học ở Bình Dương luôn. Học ở Bình Dương luôn. Dạ. Là hôm nay lên tham gia chương trình thôi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Nguyễn Văn Thành, năm nay 28 tuổi. Hiện tại đang công tác và làm việc văn phòng tại Bình Dương ạ. Em làm công việc gì? Dạ cụ thể là em làm bên mảng chứng từ của văn phòng. À giấy tờ chứng từ này kia dạ, ha. Đúng ạ.
Cả hai cùng làm việc tại Bình Dương thì cũng tương đối phù hợp trong việc hẹn hò rồi ha. Dạ. Mình giới thiệu chút xíu về bản thân mình đi em. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là em có thể nấu ăn, nấu được nhiều món ăn. Còn khuyết điểm của em là em mau nước mắt lắm, dễ khóc lắm. Bạn trai, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, khuyết điểm của em cũng là một người biết nấu ăn chị ơi. Tiếp mẫu của người gia đình đó. Trong cuộc sống thì em luôn là một người đã hoạch định những chiến lược. Nên như vậy là mình sẽ làm theo chiến lược đó. Còn khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì cũng có một số khuyết điểm là nói hơi nhanh, hơi nhiều, hơi khó tính một tí, hơi một người ngang bướng một tí anh. Hy vọng là lên chương trình sẽ có một người nào đó sẽ kiềm chế được cái sự ngang bướng của em hơn. Còn bạn gái, bây giờ khi nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, khoảng 2019 đó chị. Là lúc đó mình học xong ra trường rồi đó phải không? Học xong ra trường có việc làm rồi chị. Dạ. 2019 em thấy sao em trai? Dạ, em cũng dự định vậy như vậy đó chị ơi. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Đúng ra chính thức thì 2 mối tình. Lúc đầu mà đi thi đại học Đà Lạt á thì nói chung là cũng có cảm xúc với nhau, mà mỗi người đăng ký 2 nơi địa điểm thi nên cuối cùng là cũng có quan có liên hệ qua lại, nhưng mà rồi cũng là khoảng cách địa lý. Có một tình thứ hai nữa là người ta ở bên nước ngoài, người con gái của em á em quan tâm nhưng mà đôi khi người ta giận hơn với vơi thì mình không có sự vũ về cho lắm. Em quên hết mấy mối tình cũ chưa em? Dạ rồi chị ơi, quên hết rồi mấy em mới lên chương trình này với chị. Vậy thì qua những cái câu chuyện như vậy chúng ta sẽ có sự chăm sóc kỹ càng hơn ha. Yeah. Nhưng mà vấn đề là khoảng cách về địa lý đó. Yeah. Nó vẫn còn là một khoảng cách mà mình chưa giải quyết được. Yeah. Mình thử hỏi bạn gái bên kia là như thế nào, hai bên hỏi với nhau đi. Ủa em ơi, em học tại Bình Dương thì quê em ở đâu ạ? Dạ em quê ở Bình Dương luôn anh ơi. Em ở chỗ nào Bình Dương em? Ở Hữu Dầu Một với anh, trạm thu phí số giữa. Tôi cũng gần chỗ em làm lắm, ra đó khoảng 15 phút ạ. Vậy là không còn ngăn cách địa lý nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Thoải mái. Bạn nữ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cái tính không có gia trưởng, điềm đạm xíu, nói thì cũng có, đừng có nhiều quá. Nãy giờ thấy bển là nói vậy là nhiều hay ít hay vừa? Dạ chắc được rồi chị. Được đó hả? Trời ơi. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ em không thích bạn trai là nhậu nhiều, hút thuốc chị. Em ơi, em có nhậu hút thuốc không em? Có hút thuốc nhưng mà giờ em cũng bỏ rồi chị ơi. Còn nhậu thì nói chung là đi với đồng nghiệp công ty đó, nhậu khi nào nhậu thì em cũng lắng là về phòng ngủ à, chứ không có ngủ ngoài ạ. Vậy là tốt rồi. Gì nữa không em? Về ngoại hình em có đặt ra tiêu chí gì không? Dạ bạn trai đừng có bụng bự quá với lại đầu hói chị. Dạ em không hói chị ơi, mà bụng xẹp lép à. Được rồi ha. Bên kia có tiêu chuẩn gì muốn tìm bạn gái như thế nào không em? Hy vọng là người con gái của em á, người ta có ý chí tiến thủ trong cuộc sống này chị. Cái thứ hai nữa là em thích những người con gái truyền thống chị ơi. Thì những con người đó nó sẽ thi cho chị ạ. Thì nói nhanh dữ vậy? Thì em có nãy em có ưu điểm là nói quá luôn vậy. Dạ. Gọi nó nhanh lắm rồi chị. Nhanh lắm. Chắc em phải kiềm chế lại. Về ngoại hình thì sao? Em có đặt ra tiêu chí gì không? 1m56 đến 1m6 được rồi. Thứ hai là mi nhon tí. Bây giờ lấy nhau về là ở đâu? Hiện tại thì bạn ấy đang học thì em có thể chờ được. Thì em nghĩ là chắc cũng phải ở trong này, gắn bó công tác công việc này chứ không về quê. Vậy là lập nghiệp ở Bình Dương luôn dạ, ha. Đúng rồi. Chắc em dự định mua nhà ở đất ở Bình Dương đi làm không chị? Trời, cỡ mấy năm nữa thì mình sẽ mua được đất, mua nhà được. Chỉ cần 2 năm nữa chị ơi. 2 năm nữa là lúc đó cổ cũng học ra trường là tới tiến tới luôn ha. Dạ. Rồi. Được, có kế hoạch vậy là tốt. Anh sẽ qua chào gái xem thế nào. Em chào. Chào gái. Em cần gì ở người chồng tương lai của em? Biết quan tâm lo lắng cho gia đình, không có mê chơi. Em có vẻ hiền nha. Hiền. Nếu anh bên đây anh nói nhiều chút xíu bổ sung cho mình cũng đâu có sao đâu. Đúng không? Cái anh bên này anh suy nghĩ cũng gọi là chín chắn đấy. Anh tin rằng tụi em cũng sẽ hợp với nhau đấy. Dạ. Nha. Thôi bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân thôi. Rồi mình cho hai bên gặp mặt. Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em chị. Chào Huyền Linh và Cát Tường. Dạ. Với tất cả khán giả trong trường quay. Hai bên tâm sự nhau á. Thì thấy em trai này thấy cũng có vẻ biết lo làm ăn. Dạ. Để mà tiến tới hôn nhân thì cho thời gian hai đứa nó có cơ hội đi nó tìm hiểu thêm. Cô có yêu cầu gì cũng rể tương lai không? Muốn làm sao mà cho thằng rể nó về á, cái thứ nhất là nó đừng lăng nhăng. Rồi sống mà mới biết lo thương yêu nhau, sống tới già tới chết là điều đó là cha mẹ mừng rồi. Dạ thì con tới đây cũng chương trình con cũng xác định rồi thì các em cố gắng mô lập gia đình. Thế tại là tuổi tác năm nay con cũng 28 tuổi rồi. Con hy vọng là sẽ cùng cô ấy bước đến cuộc đời còn lại ạ. À. Nói vậy là cũng cảm ơn phần nào rồi, nhưng mà để tìm hiểu thêm á các Tường, Huyền Linh. Dạ. Dạ, rồi cảm ơn bác ạ. Rồi em đi với ai trai? Dạ em đi với anh trai và em trai ạ. Anh ruột đó hả? Dạ anh ruột đó. Dạ, xin kính chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường và cùng những người chơi ở đây. Cô gái Hồng Nhung này là trong tình mi nhon thì có, dễ thương. Còn những cái mà những tính tình thì hai người tìm hiểu nhau một thời gian mới biết được. Nhận xét về anh em Nguyễn Văn Thành á là tính tình nói chung là
nói được làm được, nhưng mà biết lo cho gia đình. Tính xấu là hồi trước có thuốc nhưng bây giờ hút ít lại rồi, thì có khả năng sau này sẽ bỏ. Có khả năng sau này sẽ bỏ. Rồi, cảm ơn em. Cái câu hay nhất là nói được và làm được. Đàn ông phải có bản lĩnh như vậy ha. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt. Chúng ta có 2 phút trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Anh có món quà tặng em, tự lắm mình cảm ơn em. Anh nghĩ rằng Thành nên hát một bài nào đó để tặng cô gái với Thành. Dạ, thế thôi, cũng tới chương trình thì mặc dù hát không hay nhưng mà em sẽ cố gắng gửi đến bạn gái cùng với toàn thể quý vị khán giả trong trường quay một bài hát ạ. Hãy nhìn thẳng vào mặt bạn gái hát nha. Dạ. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn vào mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình dân và người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Hát thì mặc dù lên xuống thất thường nhưng mà bài hát thì rất là có ý nghĩa. Mà sao hát mà nhìn đâu không vậy em, không nhìn thẳng vô mắt cổ. Cô nhìn là bạn Thành hơi ngại đúng không? Nghe được. Nhưng hát đáp lại đi. Dạ tại em hát không có hay á. Kệ nó. Em hát bài nào không nít được không? Được. Trời hồng hồng sáng trong trong, ngàn phương rung nắng ngoài sân, cành mềm mềm gió ru im, bông mơ bay bích qua màu xanh, đàn nhẹ nhàng hát vang vang, hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ, hè về trong tiếng sáo dịu dạt dờ, hè về gieo ánh tơ bông khuân, mây trắng đùa đàn chim cánh đó trời vân vân mây trắng. Cặp này về hát với nhau là vui nhà vui cửa rồi. Cặp này về hát chắc ba mẹ nhà vui lắm á. Kể giờ một hát hay, hai hát vui, cái nào cũng được. Vui rồi, vui rồi. Rồi bắt đầu chúng ta có 2 phút trò chuyện về tình yêu. Thì hiện tại em đang học gì ở Đại học Bình Dương? Dạ em học Đại học Luật anh. Học luật mà hiền quá. Thích nói sao cãi. Thôi cái này chắc bị em, vì em ghen cho chị. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Thì em cảm nhận anh như thế nào? Tưởng tượng khác với lại lúc mở màn. Thế hả? Em tưởng tượng sao? Em thấy ảnh nói nhiều vậy chắc khác lắm. Là phải ốm với lại cao vậy lắm. Thì anh cũng ốm cao mà. Không ốm nữa không? Dạ coi không vậy. Khi mà đám cưới xong mình sẽ làm gì? Thì tất nhiên là em có công việc ở dưới đó, sẽ với nhà, điều kiện ở đó, gia đình ở đó thì sẽ tốt hơn so với anh. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà quen nhau thì anh sẽ cố tạo điều kiện ở đó cho em có thể xin một công việc nào đó tại gần gần chỗ nơi mình ở thì nó sẽ tốt hơn. Dạ. Rồi, một câu gì cuối cùng đi bạn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, anh cũng hiền, cũng nói cũng nhiều. Không, cái nhiều là cái ưu điểm em, cái nhược điểm em. Dạ. Bạn cảm nhận về bạn gái như thế nào? Thì đầu tiên thấy bạn gái cũng dễ thương, nhưng mà bạn hơi hiền quá. Chắc em nghĩ là cũng biết chung thủy, hay là cũng biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Tốt đó, cô gái bên kia rất là hiền. Cũng may mắn lắm mình mới gặp cô ấy đấy. Làm sao để thuyết phục cô ấy nhấn nút mới là điều quan trọng. Yeah. Nhấn hay không một hồi mới biết. Trước khi nhấn nút, em muốn nói gì với mẹ của Nhung không? Nếu mà con đến của Nhung thì con cố gắng là hy vọng là bác tạo điều kiện cho con với Nhung gặp nhau, và con hứa sẽ là người chăm lo cho cô ấy suốt cuộc đời ạ. Mong rằng con nói được, con làm được. Bác chỉ có 2 đứa con thôi. Ba nó mất nay 14 năm rồi. Anh ấy làm công an ở tỉnh Bình Dương. Còn riêng nói học lực thì 2 đứa mà đi tới hôn nhân á, thì mong sao mà con với nó đi suốt cái khoảng đời già luôn. Dạ, cảm ơn ạ. Nhớ nha. Suy nghĩ thật kỹ nha, quyền quyết định bấm nút hay không là ở các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời em. Em có bấm mà nút không vô. Em có bấm mà nút không vô hả? Có bấm. Mình kiểm tra lại nha. Dạ. Thế này, hai bạn đứng đây đi. Nắm tay nhau đi. Cái gì khoanh tay trước chị? Dạ. Nói với em. Em phải làm bạn gái anh nha. Dạ.
dễ thương. Một câu dạ rất dạ. Nhẹ anh rất chị, ngọt em có muốn rất quà tình cảm anh chị. Cô gái này rất nhỏ nhẹ, nói cái gì cũng từ tốn chậm rãi. Dạ em gửi cái này cái gì vậy em? Dạ em yêu thích anh chị từ lâu rồi, em muốn lên chương trình em gửi tặng anh chị. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn. Dạ. Kỳ quá. Dạ. Dũng Phương thì chắc không có. Dạ, vừa đủ thôi, biết kiềm chế. Có Dũng Phương không? Dạ không. Dạ. Hả? Có phản biện thôi. Đúng rồi, có phản biện thôi. Con có biết cái bạn nó có tật đó không? Nghĩa là con nói chuyện đi xong rồi bắt đầu bạn cãi ông lợi con cái bạn gì nè. Dạ. Bạn không thèm dòm tới mặt con luôn. Lúc đó bực mình lắm á. Là lúc ấy con sao, con phản ứng sao? Dạ thì bạn không nói thì con nói. Con nói đi, nói hoài nó cũng vậy. Con tên là Vũ Ngọc Đức Huy. Hiện tại con 27 tuổi. Hiện tại con đang là nhân viên thiết kế đồ họa của công ty gốm sứ Minh Long. Hết rồi, con phải nói lớn cô mới nghe. Cô với bạn gái bên đây là chỉ có nghe con thì thầm. Bây giờ đó. Đó, con ngồi đây đó. Rồi bây giờ giới thiệu lại nè. 1, 2, 3 lớn lên, bắt đầu. Dạ, chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân chào và chào bạn gái bên kia. Con tên là Vũ Ngọc Đức Huy. Hiện tại con 27 tuổi. Con đang là nhân viên thiết kế đồ họa của công ty gốm sứ Minh Long. À, con ở đâu? Dạ, con ở quận Bình Thạnh. Bình Thạnh nhưng mà dạ. Làm Bình Dương hả? Dạ không, làm ở Bình Thạnh luôn. Showroom bên quận 6. À. Ở 1059 Hậu Giang. Rồi, quê đâu? Quê con cũng ở Sài Gòn luôn. Sài Gòn luôn. Dạ. Rồi Đức Huy 27 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh làm đồ họa. Rồi, sinh năm 94 phải không? 27 tuổi đó. Dạ. Bằng xí ngầu con của cô gái lớn. Rồi mình giới thiệu đi con. À dạ, đầu tiên con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Dạ con tên là Nguyễn Hồng Ngọc. À, chào bạn Huy. Dạ, con năm nay 27 tuổi luôn, cũng sinh năm 94. Hiện con đang là huấn luyện viên yoga và làm việc và sinh sống tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Con ở Hóc Môn luôn. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ làm việc ở Hóc Môn luôn. Dạ. Ồ. Huy làm ở quận mấy vậy ta, cô quên rồi. Dạ con làm ở quận 6 con. Quận 6. Dạ. Rồi con Ngọc, con nói một chút về ưu điểm và khuyết điểm của con đi. À dạ, ưu điểm của con chắc là dễ gần với hòa đồng, với lại lúc nào con cũng vui vẻ với lạc quan. Về khuyết điểm thì có khi cái cảm xúc con cao quá thì con sẽ hơi nóng tính một tí xíu. Nhưng mà con sẽ tự biết con sai, con điều chỉnh lại. Cô tin tại xí ngầu nó cũng y chang con vậy đó. Dạ. Nóng tính lắm. Dạ con cảm ơn. Huy có vậy không Huy ơi? Dạ không, con hơi nóng thôi nhưng mà bây giờ đã kìm lại được rồi cô. Hơi nóng rồi hả? Dạ. Con không. Có điểm mạnh gì Huy? Dạ điểm mạnh của con là được mấy anh chị trong công ty đa phần là nói là dễ gần. Dễ gần hả? Dạ hòa đồng, với lại cũng thân thiện với mọi người, nói chuyện cũng dễ thương. Đó là kỹ sư thiết kế đồ họa mà phải lãng mạn được chút xíu đúng không? Dạ có gặp mà lãng mạn không? Dạ. Có lãng mạn không? Dạ có. Có lãng mạn hả? Dạ. Huy có mấy mối tình rồi? Dạ trước đây là con có 3 mối tình. 3 mối hả? Dạ. Mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất là nhiêu? Cái mối tình đầu tiên của con là thời sinh viên. Rồi. Lúc năm nhất đại học. Cũng quen nhau cũng được 2 năm. 2 năm, rồi mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là lúc mà con đi làm công ty đầu tiên á. Là cũng làm chung công ty. Nhưng mà do cái giai đoạn là tìm hiểu thì con cảm thấy không phù hợp là con chia tay. Mối thứ ba? Mối thứ ba là khoảng 2018. Mới chia tay hồi tháng 1, 2021 đây. Mới chia tay rồi hả? Dạ. Lý do chia tay? Đó, tại vì bạn yêu con cũ là bà ngoại của bạn ấy bị tai biến, mà nhà ở Quảng Ngãi. Nên là bạn muốn có ý định là sẽ về ở đó, về làm việc ở đó, rồi chăm sóc cho bà ngoại bạn ấy luôn. Cho nên là... xa quá ha. Cũng sợ con yêu xa, với lại công việc con cũng đang ổn định ở trong này á. Nên là cũng hai đứa cũng có bàn bạc rồi quyết định thì chia tay, nhưng mà vẫn là bạn bè bình thường. Dạ. Rồi vậy là không yêu xa được rồi đó. Lý do chia tay là yêu xa phải không? Dạ. Chỉ có hiểu được cái đó tại ông mới. Đúng, ông rồi. Nói mới nghe thôi đó Huy à. Ở bên đây là cô với bạn này không nghe một cái gì luôn. Coi như là yêu xa mà. Rồi hiểu rồi. Không được đó. Còn con nói đi, mình mấy mối tình rồi? Dạ thì con hơi nhiều mối tình một xíu. Nhiều chút mà con cứ ăn to nói lớn lên cho cô. Dạ xem, con tính là được 6 mối tình. 6 mối mà tình. Tại vì con cứ đi trời học ơi. Rồi đi làm. Nên là chỉ có mối tình gà bông hồi lúc đi học. Thì từ cấp 2 rồi cấp 3.
Nói chung là vài tháng rồi. Nói chung là đó là những mối tình bé bé xinh xinh đúng không? Dạ, nói chung đúng là rồi. Quen 6 người bạn trai thôi, nói thẳng ra là vậy đúng không? Mối tình dài nhất là nhiêu? Mối tình sâu đậm nhất là nhiêu nè? Dạ, sâu đậm nhất chứ là mối tình mà hồi con học năm 2 đại học á. Được mấy năm? 6 năm, gần 6 năm. 6 năm? Dạ. Wow, rồi sau đó là chia tay. Dạ. Rồi mối tình cuối cùng là chia tay bao lâu rồi? Dạ, là mối tình đó luôn thì chia tay. Là mối tình đó luôn hả? Dạ đúng rồi. Hồi đầu năm 2020. À, lý do chia tay? À, dạ là phát hiện ra nhiều cái điểm không có hợp nhau, không dần dần cái tình cảm nó vơi cạn dần cái rồi hết luôn. Dạ. Bây giờ con mong muốn cái người bạn trai của mình sẽ phải như thế nào? À, đầu tiên là phải chân thật, cái gì đến với nhau từ trái tim sẽ chạm trái tim. Rồi thứ hai là có biết lắng nghe, biết quan tâm. Và vui vẻ hòa đồng, với lại có thể là không truyền thống một tí xíu, để tại vì tính con cũng ham vui. À, có nghĩa là đừng có bắt con phải là truyền thống đúng không? Dạ đúng. Cho con cởi mở lên chút, cái tân là gọi là gì, tiếp cận cái hiện đại một ha. Xíu đúng không? Dạ. Thoải mái chút xíu. Rồi. Dạ, chào cô Hồng Vân. Chào con. Dạ. Nãy giờ con có nghe bạn nói không? Dạ có. Vậy hả? Con thấy con có giống như là bạn miêu tả, bạn mong ước không? Dạ có. Con thì nói chung là kết hợp giữa truyền thống với hiện đại luôn. Kết hợp truyền thống với hiện đại. Dạ. Ừ. Rồi ví dụ như bây giờ con mong bạn gái của con như thế nào? Thì cái con cũng không có cái tiêu chí gì mấy cao. Cho bạn nghe nè. Con cũng không có cái tiêu chí gì cao về mẫu người yêu, chỉ cần là cao từ 1m55 trở lên. Ngoại hình thì ưa nhìn một xíu. Có công việc ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh là được. Bạn đó thì con chỉ cần bạn đó là cũng vui vẻ hòa đồng với con là được. Còn tại vì con cũng dễ gần. Nhưng mà bạn đó không có công việc ổn định thành phố Hồ Chí Minh mà có công việc ổn định ở Biên Hòa được không? Dạ được, nhưng mà tại vì con không rành đường chạy đây xuống Biên Hòa. Hỏi chú Linh. Trời ơi, đường xá là hỏi ông Linh kìa. Đường nào ông cũng đây, chỉ cho con cái con đường ngắn nhất. Tại vì nếu mà đường ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì con rành chứ. Chứ mà còn đường Biên Hòa con không có rành. Đường nào chú cũng rành hết trơn, có gì hỏi chú. Rồi con sẽ phải rành. Nếu như mà con khi có mà con yêu rồi thì bằng mọi giá hẻm hút gì đường nào cũng đi được đấy con. Không bây giờ muốn tìm người yêu thế nào nè? Đó. Dạ. Bây giờ là cao thấp hay là thế nào? Nước da trắng hay là cao 1m55 đổ lên? 55 đổ lên đúng không? Dạ. Con không thích điều gì ở bạn gái? Con không thích bạn gái kiểu gọi là không chân thành, có tính không được chân thành, lừa dối á. Lừa dối, kiểu là trong lúc tìm hiểu xong rồi lại có thêm một cái anh dự bị nữa, con không thích điều đó. Con cũng muốn bắt cá hai ba tay đúng không? Đúng rồi, con không thích điều đó. Hồi nãy bạn này nói là cái yêu cầu của bạn là một người yêu chân thành. Thì có nghĩa là bạn muốn người ta chân thành thì bạn phải chân thành rồi, con yên tâm đi. Dạ. Dạ thì con có tật xấu gì không Huy? Dạ có. Tật xấu gì? Tật xấu là khi mà tranh luận với lại mọi người trong công ty, mà ví dụ như con không tranh luận lại với người ta thì thường là người ta cứ nói gì thì nói, con cứ nhìn một cái hướng nào đó đó, mà lúc đó là tại vì lúc đó con đang suy nghĩ để tìm cái phản biện lại. Tại vì sợ mà nếu mà tranh luận mà lấy một hồi nó sẽ đâm ra là cãi lộn đó. Nên là con nhìn ta đó không, không phải đó là tập để kìm lại cái tính cái tôi của mình lại á. Xong rồi nếu mà suy nghĩ ra được cái phản biện lại được á thì mình tranh luận với người ta. Còn nếu như mà mình cảm thấy mình sai thì mình nhận lỗi, mình xin lỗi. Có nghĩa là khi mà con không làm lợi người khác là con sẽ ngó lơ, con sẽ coi như là gọi là giống như là mặt không có biểu cảm luôn, mặt như cái mặt bàn luôn. Mốt quá vợ mới nói, ủa nói chuyện tôi nhìn đâu vậy hả? Nhìn ngay mặt này nè. Nó không, anh đang nhìn khác, tìm cách anh bớt ngó gì. Dạ. Thôi. Tại vì tính... ông qua đây ông coi bên đằng gái. Tôi coi đằng gái thế nào coi. Tôi muốn gây lộn với ông ghê luôn á. Gây lộn gì? Xích qua bên coi. Ăn cho mập thay rồi ông chịu di chuyển. Làm biến đi quá. Dạ chào chú Nguyên Linh. Trời ơi xinh quá. Dạ xinh gái quá vậy. Hàng chi sáu mối tình ha. Sáu mối tình là mấy mối tình cá con á, kiểu mà vớt ra vớt bẩn á. Có nhiều người ta đó, hôm trước làm chương trình 37 tuổi chưa có mối nào, 55 tuổi chưa có mối nào luôn. Hay hai mấy tuổi hả? Dạ 27. 27, 6 mối. Khá à. Một mối 6 năm là dài nhất, còn cái kia là vớt ra vớt bẩn thôi. Có mối là được rồi ha. Bây giờ là con không thích đàn ông ở điểm nào? Dạ là hay tính toán chi li quá,
với lại nói dối. Dạ. Lương lẹo nói dối đó phải không? Dạ đúng rồi. Với lại nóng tính quá, vũ phu con không thích. Dạ. Đàn ông nào cũng có cái chút nóng tính trong người. Dạ. Đàn ông nào cũng có chút nói dối. Mà không được vũ phu. Ừ, dạ. Vũ phu thì chắc không có. Dạ. Vừa đủ thôi, biết kiềm chế. Có vũ phu không con? Dạ không. Dạ. Có phản biện thôi. Đúng rồi, có phản biện thôi. Con có biết cái bạn đó có tật đó không? Nghĩa là con nói chuyện đi xong rồi bắt đầu bạn cãi không lợi con cái bạn gì nè. Dạ. Bạn không thèm dòm tới mặt con luôn. Luôn bực mình lắm đó. Ừ đó, là lúc ấy con sao, con phản ứng sao? Dạ thì bạn không nói thì con nói. Con nói đi, nói hoài nó cũng vậy. Ít như là có người lắng nghe mình. Con thích người đàn ông như thế nào, cái gương mặt thế nào không? Dạ hiền dễ thương với lại ngoại hình á. Dạ cân đối với lại nhìn là có thiện cảm thì tốt. Sao có đẹp giống Lee Min Ho được không? Dạ không, chỉ cần dễ nhìn dễ linh thương đồ thôi. Đẹp giống Lee Min Ho. Dạ cũng không cần cao lắm, chỉ cần nhìn vô là có thiện cảm, có duyên. Thiện cảm là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi, dễ thương. Ok. Bây giờ con đi với ai? Dạ đi với mẹ là gì của con. Có mẹ có gì? Dạ. Rồi mẹ cho ý kiến nào. Có video phía sau á. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, dạ, cũng như tất cả các gia đình của hai bé trong trường quay. Thì đến với chương trình hôm nay thì lời đầu tiên là cảm ơn cái ban tổ chức cũng như là các anh em ở trong hậu đài đã cố gắng hết sức và hỗ trợ hết sức cho hai bé gặp nhau trong chương trình này. Và cái thứ hai là về nhận xét bé, thì bé Huy nhìn theo dì thấy thì nhìn dễ gần, hiền, nhưng mà có xen kẽ cái gì đó cũng còn hơi trẻ con. Và đặc biệt là cái hướng thì qua tiếp xúc nãy giờ tuy là ngắn nhưng thấy bé có cái gì đó là nó có cái định hướng tương lai, là có cái phấn đấu chứ không phải là chịu và đứng chân một chỗ, là có cái triển vọng là phấn đấu về phát triển và cả về tương lai rất là nhiều, chứ không phải là cái thuộc dạng là tuyết người là cứ lền bình như vậy sao cũng được. Thì cái này là theo ý gì đó, đúng là cầu tiến đó. Đó thì dì thấy là chấm ở điểm này. Còn riêng về bé Huy thì dì cũng gửi gắm bé Ngọc á, thì thuộc tiếp người là năng động, nghệ thuật, thành ra là bé rất là thích gia đình, nhưng mà không phải là gia đình kiểu truyền thống là chồng chú vợ đôi, mà thích cái kiểu gia đình là đầm ấm, chia sẻ, có sự tôn trọng lẫn nhau, cũng như là chia sẻ trong cái công việc nhà hay công việc làm. Tôn trọng ở đây, ví dụ là Huy thiết kế thì có thể là do công việc, một lúc nào đó mình sẽ tăng ca, làm về trễ thì Ngọc hết sức chia sẻ. Nhưng giao lưu bạn bè thì cũng sẽ chấp nhận, nhưng mà ở chừng mực là vừa đủ, đừng có là đi tăng 1 rồi tăng 2. Còn cái thứ hai là Ngọc cũng muốn là mình được tiếp xúc với lợi xã hội, là bé muốn là ngoài công việc của bé có thể là tham gia nghệ thuật, là bé rất là thích là làm MC rồi diễn ca, rồi có khi là diễn kịch, có khi là tham gia đội múa rối của phong trào của địa phương nữa. Thành ra là bé cũng muốn có cái thời gian là được tham gia như vậy, đừng gò bó là đi làm rồi phải về nhà rồi không được tham gia, thì bé chẳng thích như vậy đâu. Đó, thành ra là theo thì tiếp xúc thời gian ngắn nhất thì thấy là cũng có cái cảm tình về bé Huy, thấy rất là hiền, gần gũi. Còn bé Ngọc thì nói chung là bé cũng có cái phần nào cũng như là Huy, là chắc là do cùng tuổi, là cũng khoái tranh luận lắm. Nếu như là mình quan điểm là đúng rồi là tranh luận tới cùng. Còn nếu như mà thấy sai rồi, lặng lẽ im lặng, tự điều chỉnh, tự sửa. Và cái người mà sống chung với bé mà thì khi bé mà lẳng lặng im lặng là nghĩa là bé đã biết mình sai rồi, thì đừng nói nữa, cũng đừng có cũng như là dùng cái từ lèm bèm á, truy tới cùng, đừng truy tới cùng thì tự động bé điều chỉnh, mà truy tới cùng thì bé lại là có cái tính là suy nghĩ các bước để phản bác lại để bảo vệ mình đó. Thì đó là cũng chia sẻ thêm chứ lại Huy giống như là trong trường quay để biết thêm về tính cách của bé để có những cái động viên cho bé. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn gì? Huy đi với ai Huy? Dạ, con đi với dì ruột con. À, dì ruột ha. À, bên đây cũng dì luôn. Dạ, con đi dì.
Xin chào cô Hồng Vân và Huyền Linh và tất cả các quý vị ở trong khán đài. Thì thật là bất ngờ nó đi làm cái hồ sơ của cái chương trình này nè. Thật sự là không có biết. Thế chừng mà cháu nói là dì ơi dì đi chứng cho con cái giấy độc thân. Độc thân. Nó bảo chứ đi làm mà ai mà kêu bổ sung cái giấy này hay là con đi xin làm việc khác. Thì sau cùng mới thú thật là con đi đến chương trình của chú Huyền Linh, chương trình hẹn hò, mừng lắm. Tại vì là cháu đã trải qua nhiều mối tình rồi. Nhưng mà trên Facebook, trên gì thì nó theo tôi nó chỉ là một cái, nó không có, nó không, đôi lúc nó cũng không có thật lắm, nó không có chắc ăn. Nhưng mà đến với chương trình Huyền Linh với cô Hồng Vân thì tôi rất là tin tưởng, rất là mừng. Còn về nói về cháu gái đây, ngay cái phút đầu tiên là tự nguyên tôi là bạch phụ nữ mà tôi đã có một cái sao xuyến rồi, rất là thức là đập vào trong trái tim của tôi đó. Cho nên là để cô nói với cháu là về Huy thì cái tánh nó thì nó cái kiến thức nó rộng lắm, nó tranh luận dữ lắm, cho nên rồi nó rất là ngoan. Mà đi về là ngoài việc cơ quan ra thì cháu còn về nhà chăm sóc cho mẹ đó. Rồi cháu nghĩa là con, nếu mà con quan hệ với Huy thì nó rất là thoải mái, nó cũng có những cái phối hợp với cái hiện đại và cái xưa cái này, nó rất là hay. Chẳng lẽ bây giờ mình là gì mình đi nói tốt cho cháu mình, nhưng mà cô là ngành y, cô rất là chân thật. Tại cô làm ngành y, cô làm y sĩ 30 năm nay rồi, trái tim của cô là trái tim của là rất là yêu thương bệnh nhân và rất là thật thà đến nỗi mà người ta nói là mình ngu đó. Cho nên là cháu mà được cháu mà nãy cô có đi cô nói cô Hồng Vân với lại Huyền Linh đừng có cười, tại vì nói lại Bồ Tát cho con tôi gặp được vô hiền đấy, đó mà lại mà lại Bồ Tát thì cái người kia đứng cười tôi quá trời, cô Hồng Vân. Nhưng mà cái đó tôi nói thật, tôi nói thôi kỳ này cho nó gặp được cái người mà đúng giống như đúng là phân nửa, đúng phân nửa cũng được. Tại vì tình yêu nó giống như là khúc quanh lịch sử đó con. Khi mà con yêu đó, con đừng có bao giờ con lý tưởng là nó sẽ đến với con 100%. Cái gì mà con có thể chấp nhận được, còn những cái còn lại thì con cùng nhau để bàn bạc, để tiến đến những cái mà nó tốt đẹp hơn. Chứ không phải là con đòi hỏi là 100% hết thì không bao giờ nó có. Đó, thí dụ như cô nói bây giờ, thí dụ như nó được cái này nó sẽ mất cái kia, nhưng mà cái mất cái khuyết điểm đó hai đứa con có thể là trao đổi và khắc phục để đi đến một cái mà tốt đẹp. Cô tin vào như vậy, những cái kinh nghiệm của cô đó. Dì yên tâm đi, dì yên tâm đi, chút xíu hai trẻ gặp nhau nó sẽ hiểu cái điều đó, cho nên là dì rất là chân thành khi mà dì muốn nhập gọi là mở lòng với lại bạn Huy đó. Cho nên là nói chung là dì nhắn nhủ là chút nữa bấm nút đó, đại khái là vậy. Mà cô cũng thích cái ngành nghề của con lắm. Cảm ơn dì. Cô cũng nhân diện đây cô nói thiệt, nếu mà có thành cô chắc cô cũng phải cảm ơn cô Hồng Vân với lại chú Huyền Linh. Không biết lấy ơn gì để mà trả ơn. Mở rào đi Linh ơi. Linh ơi, mở rào đi cho trẻ gặp nhau, dì nôn quá kìa. Dì nôn quá hả? Rồi mở rào. Dì hồi hộp quá rồi. Rồi thoải mái lên Huy nha. Chúng ta xem đây là không gian của hai bạn đó. Thoải mái lên bắt đầu trò chuyện đi. Bắt đầu. Rồi hai đứa đứng dậy trao quà đi. Cũng dạ, có quà gửi cho em. Cái này là anh ký họa. Nó lớn lên Huy. Đây là anh ký họa anh vẽ hồi 7 tháng 8 2012. Đó là năm, đúng là em còn là năm nhất đại học. Thì em cũng có món quà trong đây là cuốn sổ. Có hết rồi. Dạ. Huy nói lớn lên, cái này là gì? Này là lớn lên nhà thờ, vẽ nhà thờ Đức Bà. Con vẽ nhà thờ Đức Bà năm bao nhiêu? Đúng là năm con năm nhất đại học. Năm nhất đại học, đây là nhà thờ Đức Bà, bây giờ con tặng cho bạn đúng không? Dạ. Rồi, con này là gì? Cái đó là bên trong là có cái vòng tay với lại cái cuốn sổ notebook ngày hôm qua con đi lựa. Dạ. Đấy là đeo luôn, con lấy đeo vòng tay cho bạn.
Vòng tay cầu hôn tình yêu của em. Thường mà ai tặng vòng này, tặng đồng hồ, tặng nhẫn, tặng gì là dính luôn á. Cao vầng trăng dịu êm. Một bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến. Chiếc vòng cầu hôn. Con hồi hộp không con, xúc động đó, vòng tay cầu hôn chắc luôn. Đáng yêu. Còn hôm nay là cái cuốn notebook để bạn có thể là ghi những cái ngày tất cả những cái gì mà kỷ niệm ngày gặp con chẳng hạn, giống như ngày hôm nay nè. Như hôm nay là con về con ghi trang đầu tiên nghe. Rồi ok rồi, quà của con là gì được cô cất giùm cho. Dạ có thể là cùng ý tưởng thì nãy mình có nghe là bạn sẽ hay nhìn về một chỗ, khi bạn nhìn về một chỗ mình tranh luận á, mình có cuốn sổ để bạn viết vào và mình sẽ đọc thay vì mình tranh luận với nhau. Cảm ơn em. Ở trên đầu mình có, tại vì á gia đình mình giờ còn có mẹ với mình thôi nên là mình mong là rồi thân có ghi tặng... gì chống con dạ có thân, đọc luôn con. Thân tặng người thương khi cả thế giới tối sầm lại, em không tìm ai mong tìm anh lớp dung. Xúc động không Huy? Có. Xúc động không? Có. Quá xúc động luôn hả? Trời ơi, giống như cái chữ đó viết dành cho con vậy đó. Bây giờ mình xóa tan vào không khí tặng quà để mình vui cái coi. Bây giờ là Huy có gì biểu diễn tặng bạn nữ đầu tiên gặp mặt thế nào? Dạ, tại hồi nãy con cũng chưa có nói hết, là tại vì con cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu thì nói cho bạn biết xong rồi. Điểm mạnh của con á là biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ với lại bạn, với lại người yêu của mình. Nhìn Ngọc nói nè con, nhìn với lại, nói. Đâu có tranh luận gì đâu, nhìn chỗ khác. Dạ, với lại người yêu của mình, lại anh cũng biết nấu ăn, cũng biết một chút. Có lẽ là sau này về có thể là nếu như em bận đi làm, anh cũng có thể phụ nấu được, hoặc có thể là nấu bữa cơm gia đình được. Cái chuyện đó thì cũng không sao. Vì đàn ông bây giờ cũng phải biết nấu ăn, chuyện đó là chuyện bình thường. Mình cùng nấu cũng được, tại vì em cũng biết nấu ăn, không cần phải một dùng hết một người. Hay quá. Thì em chính thì anh vào phụ, anh cũng có thể phụ được. Giờ nấu nồi cơm cũng dễ mà, vo bắt lên xíu là có nồi cơm rồi. Rồi vô phụ làm đồ ăn này kia thôi, cũng lẹ. Rồi xong rồi thì anh rửa chén. Còn thời gian còn lại thì đó dành cho nhau. Có thể là đi dạo phố anh, hoặc là anh đi công viên. Anh kể một hồi cái ảnh làm hết luôn, con không có gì làm. Rồi, thế mạnh của Huy là gì nè? Dạ, thế mạnh của con là con hát. Hát có vui được. Vẽ nãy con vẽ cũng có vẽ cho bạn rồi. Với lại hồi trước con cũng có nhảy hip hop. Hip hop luôn ha. Rồi dạ, làm hip-hop. Cái hip hop trước coi. Cho nó không khí coi nào. Dạ. Thể hiện tài năng trước mặt bạn gái coi. Dạ. Có nhạc không? Có nhạc không? Dạ, dạ có. Thôi, con có chung mở cho chút nhạc hip hop coi. Giờ ra giữa chút xíu nào Huy. Dạ. Đó, nhìn bạn gái biểu diễn nha. Tặng bạn gái đó lần đầu tiên gây ấn tượng nào. Âm nhạc. Được ha. Hai. Đó, tặng cái món quà đầu tiên ha. Mình sang tinh thần ha. Dạ. Mình sang Ngọc. Có vẻ là bạn cũng hơi rung. Rung mà. Dạ, con thì chắc cũng tặng bạn bài hát. Đó. Bạn nên bạn có sở thích hát, vậy bạn biết bài này là Em Gì Ơi không ạ? À biết, của Zack với lại cây ICM. Em Gì Ơi hả? Này này là Em Gì Ơi. Mình hát khúc câu đầu, bạn hát tiếp ha. Dạ. Rồi hai đứa đứng lên hát cho nó thoải mái. Huy đứng lên luôn. Rung không? Có, cũng hơi rung. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Hận lòng này em chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chồng. Việc gì phải vớt buồn, đau riêng mình ta,
cuộc đời nó muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời xanh núi cao mây ngàn sao. Mây ngàn sao. Linh biết bài này không? Biết. Trời ơi, tôi nghe bài này tôi nhớ một Chí Tài dễ sợ. Trời đất ơi. Không, anh Tài nói bài này hay lắm, mà trẻ trung sôi động lắm luôn kìa. Thôi, hai bạn ngồi xuống đi, ta bắt đầu trò chuyện nào. Dạ. À, cảm nhận về nhau, đối diện Huy ngồi quay mặt đối diện với bạn gái. Bạn gái là MC đó nha. Dạ. Diễn chương trình đó. Thẳng luôn con, quay ghế ngồi nhìn bạn đi. Rồi. Rồi bạn gái dẫn dắt luôn đi. Huy mà giờ ngon, Huy xưng anh em cái cho cô hết hồn coi. À, mình phải ngồi thẳng lên coi coi, ngồi thẳng lên. Em, tư thế thẳng. Em làm MC coi. Là MC chương trình gì á? Em làm đa dạng lắm, hội nghị hay là tiệc cưới hay là cũng được. Nhưng mà quan trọng em muốn biết là lần đầu tiên em anh gặp em vậy anh có cảm nhận gì không? À có. Cho em biết tí xíu. Cảm nhận thì em cũng là một cô gái gọi là cũng hiện đại, cá tính cũng phù hợp với lại anh. Thì chung là tim nó cũng có cũng có một chút sao xuyến. Dạ, em cảm ơn. Đó là chia sẻ thật, có. Nhưng nó cũng muốn nói á. Cảm ơn anh. Thì lần đầu tiên gặp thì em thấy là anh là hiền, dễ thương. Thì đúng cái tiêu chí mà em mong muốn là tìm người có thiện cảm với lại cười hiền. Thì đây là anh có. Thì cũng mong là mình có thêm thời gian, cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Ngoài ra thì anh ngoài công việc công ty anh có làm thêm buổi tối ở nhà, làm ba job. Đây là một job công ty với lại hai job ở ngoài. Yeah. Thì ngoài công việc công ty thì buổi tối là thiết kế về cái hình ảnh mà in ấn thông á. Rồi còn một công việc nữa là hồi trước là có một cái chị bạn, chị anh cũng chơi thân với chị đó. Chị cũng làm chung công ty nhưng mà bây giờ chị ra chị làm riêng á. Yeah. Là hỗ trợ chị. Hỗ trợ chị làm thì chị cũng có gọi là cũng có trả công thu nhập thêm. Ôi làm ba job luôn Linh ơi, tiền để đâu cho hết. Tuổi trẻ tài quá cao vậy con. Dạ làm cày sau này cưới vợ. Cày thì cưới vợ, bây giờ đến lúc đủ tiền cưới vợ chưa con? Dạ con cũng để dành được một khoản rồi. Là cưới được rồi đúng không? Để dành được một khoản rồi nhưng mà mục tiêu của con là 29, nếu mà con đủ thì là cưới. Hả? Nếu là tới 29, nếu mà tới 29 con đủ là cưới. Dạ. 29 cưới hả? Dạ. Nó hai mấy rồi? 27. 2 năm nữa. 2 năm nữa rồi hả? Cũng được, dạ. Cũng được. Đủ người ta cưới em, nó muốn cưới 28 được không? Dạ được. Nhưng mà cái đó cũng tùy thuộc vào ở con thôi. Là có mà làm cho bạn có thể là cảm thấy bạn tin tưởng, hoặc là bạn đúng như là có một cái bờ vai che chở cho bạn được đó. À, thì là do bản lĩnh của con đúng không? Dạ đúng rồi. Thì là cái chuyện đó sớm hay muộn là nằm ở con thôi. Có nghĩa là bây giờ là con đã đầy đủ bản lĩnh để lấy vợ rồi. Nhưng mà con mong muốn là 2 năm nữa con sẽ nhiều hơn như vậy nữa để mà con vững vàng hơn đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà từ 27 tới 29 mà khi bạn gái cảm thấy là thôi không cần cái chuyện mà giàu sang phú quý nữa, bây giờ là em chỉ cần anh thôi, là mình vẫn có thể làm đám cưới được ngay và liền đúng không con? Dạ đúng rồi, xúc tiến liền. Xúc tiến liền, xúc liền chứ. Dạ. Dạ. Thì bây giờ nè, mình nói chuyện hẹn hò đi. Bây giờ nói chuyện làm ăn hoài. Nói chứ Ngọc, con ở đâu? Con ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở thành phố Biên Hòa? Nói cho bạn hết đỡ lo lắng con. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Nãy cô giỡn với con á. Dạ. Em ở thành phố Hồ Chí Minh mà em ở quận Hóc Môn. Hơi xa một xíu. Hóc Môn không xa nhưng mà em ở Hóc Môn mà ở khúc nào á? Gần Bà Điểm không? Ở không, ở chợ Hóc Môn luôn á. Dạ, ở khu vực đó luôn. Tính ra cũng đọc cũng không xa. Dạ. Thì nãy anh vẽ thì em thấy anh vẽ đẹp á. Với lại em cũng biết về Photoshop tí xíu nhưng mà chắc không bằng anh, có gì anh chỉ em thêm để em thêm cái shop nữa. Dạ. Thì có gì chỉnh kéo giò rồi kéo chân rồi mập bụng gì đó biến thành ốm gì đó thì được. Cảm ơn. Thì hỏi là ví dụ giờ mình lấy nhau thì em có về làm dâu được hay không, hay là ở nhà anh hay ở nhà em, hỏi coi. Dạ. Thì nếu mà khi mà lập gia đình á thì là em có thích làm dâu không? Thật sự là bây giờ nhà em thì còn em với mẹ thôi. Thì em làm dâu thì em cũng không có ngại. Nhưng mà em muốn ví dụ như mình xem mình như mình có thêm một căn nhà,
hơn là việc làm dâu hay là việc ở rể. Mình có thể ở bên nhà của anh hoặc nhà của em tự do thoải mái luôn, không ai gò bó là phải ở đâu suốt hết. Là do mình, với lại quan trọng là tình cảm mình với lại gia đình hai bên. Em suy nghĩ như vậy. Nhà anh cũng dễ, không có khó đâu. Dễ. Chỉ còn vui và thấy hạnh phúc thôi. Thường nếu mà có con thì là em thích con trai hay là con gái? Hơi xa rồi chú. Cái đó là duyên với trời cho, cái đó con không quyết định được. Thích đó chứ, sở thích đó chứ. Dù trai hay dù trai hay gái chỉ hay là đủ hả? Dạ, kế hoạch hóa gia đình đúng là được. Thích nào nó quyết định đó. Rồi, hỏi coi giờ bây giờ ví dụ lấy nhau giờ mình phát triển kinh tế ở đâu, mình làm cái gì? Thì nếu mà lấy nhau được phát triển kinh tế thì là hình như là nếu mà phát triển kinh tế là mình cũng phát triển kinh tế ở đây luôn, ở Sài Gòn luôn. Nói chung em nghĩ thì mình có công việc riêng thì mình cứ chuyên tâm vào công việc. Khi nào thời gian công việc ổn rồi thì mình là dành thời gian cho nhau. Mà như là em là giáo viên yoga huấn luyện viên yoga luôn hả? Và em cũng làm nhiều việc thêm khác. Tập như cho bạn trai yoga chút xíu cho người thẳng thớm mà lên coi. Đâu tập vô thử thế coi được không? Nào đứng lên coi. Người cứ phòng đúng rồi đó con. Mà. Đó, tại vì á, bạn mà làm cái nghề đó là yoga là tốt lắm á con. Em thì... tập yoga xong mà giải phóng cơ thể cho bạn trai chứ coi nào. Đứng sát bên coi Quy. Cái thế nào coi thẳng. Chắc là mỗi sáng á, mình cái bộ đồ này hơi khó. Chắp tay, đứng... dạ khóa hai tay luôn. À không, cứ đứng thẳng đi, thẳng hai tay áp sát mang tay luôn. Dạ rồi, mình ở đây mình bị cong nè, mình chỉ cố gắng khi nào mình thẳng được á, mình mở được vai là hết cái phần này liền. Cái này chắc con về con kèm thêm. Con kèm thêm đi. Rồi thẳng về hoài luôn, rồi đứng về hoài luôn đi. Đứng từ đây tới tối luôn đi. Siết bụng lại. Hả? Mỏi tay chứ. Dạ. Không sao, không sao, về tập tiếp. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Thả lỏng đi. Tay xuống đi, tay xuống đi, tay xuống đi, không sao. Chú Quyền Linh chọc bạn quá. Con thấy tội nghiệp dễ thương á. Nó dễ thương lắm á. Yeah. Rồi thế này, bây giờ hãy nắm tay bạn gái, nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Yeah. Cảm xúc mình bây giờ như thế nào, nói cho bạn gái biết, và mong muốn như thế nào, nói tự đáy lòng của mình đó Huy. Yeah. Nói lớn lên. Thì nói thiệt là từ lúc tới giờ thì anh cũng có chút cảm xúc gì đó với em. Yeah. Từ tận đáy lòng của mình luôn, thì cũng muốn qua chương trình này á thì mình có thể là cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau thêm, tại vì chương trình thì cũng có thời gian nó cũng hơi ngắn. Yeah. Mình cũng chưa có hiểu được về nhau rõ đó, nên là muốn là mình cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau rồi có thể là tiến xa hơn. Và anh cũng mong là mình có được một cái câu chuyện đẹp của về tình yêu của mình á. Tại vì thật ra anh thích bạn gái của mình á, mặc váy cưới màu trắng. Thì cũng trong lòng cảm giác đấy nó hạnh phúc làm sao á, nói chung là cũng khó tả. Thì cái hình tượng trên sân khấu này á thì có thể hơi khác em ở ngoài một chút xíu. Đứa trên sân khấu mà chỉnh chu, nhưng mà ở ngoài em có thể hơi sợ sàm tí xíu, cũng tại vì em cũng hơi thoải mái á, chứ không được đẹp lung linh như là trên sân khấu, nên là có gì thì nếu mình gặp nhau ngoài anh cũng đừng có bị sốc. Không sao. Dạ cảm ơn. Đến gần vậy rồi mà làm sao mà không biết được cái thật của nhau mà sốc cái gì ha Huy ha. Rồi về vị trí được rồi đó. Dạ cảm ơn. Huy thấy con người mình có thay đổi gì không nãy giờ? Dạ có. Tim mình sao rồi? Thì nó cũng cũng đập loạn xạ. Huy có thích người đối diện không? Có. Có thích hả? Dạ. Có thích rồi để tay nút bấm đi. Thích thì mạnh dạn cứ bấm nút nha. Còn cô gái hãy suy nghĩ để xem đây có phải một nửa manh ghép của mình hay không. Nếu thật sự trái tim ta rung động, đừng ngại ngùng bấm nút. Huy bên đây nè con. Lạc lối luôn, không tìm cái nút luôn à. Nếu như mình cảm giác là đây là đúng đối tượng của mình thì đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Rồi đó, bấm hết rồi, hai đứa tự bấm hết trơn luôn rồi. Đó. Hỏi đếm luôn. Quy nó bấm trước, xong rồi nó hết hồn, nó thấy bên kia chưa bấm, nó rút ra. Rút ra xong cái là Ngọc bấm cái phật cái, rồi Quy bên kia bấm cái phật cái.
Quy sợ là bị sai, gọi là gì, sai thể lệ đó con. Dạ. Yeah. Nhưng mà con thấy bạn đang tìm nút cái con nhấn luôn. Rồi, bây giờ chính thức mình đã hẹn hò với nhau, hẹn nắm tay nhau đi nào. Dì yên tâm chứ. Bây giờ Huy nè, xin phép dì ha. Dì yeah. cũng như là mẹ rồi. Dạ, con xin phép dì. Xin phép mẹ của bạn gái với dì yeah. cho phép tụi con bắt đầu từ bây giờ tụi con hẹn hò, chính thức hẹn hò với nhau. Và hứa với mẹ bạn gái với dì của mình làm cái điều gì đó, nói đi, nó lớn lên. Dạ, cho con xin phép hai bác cho con hung nhẹ. Hung em chưa có gì hung rồi. Làm quen. Dạ, làm quen hẹn hò với lại. Xin phép bác nè, xin phép dì. Dạ. Cho phép tụi con hẹn hò với nhau, chính thức hẹn hò với nhau. Dạ, con xin phép hai bác với lại dì cho con được chính thức hẹn hò với lại Ngọc. Với lại Ngọc. Con hứa gì đó? Con hứa là con thì cũng không dám hứa gì quá cao hết á, thì chỉ là có thể là làm cho bạn nữ không có thể bị chịu thiệt thòi, tại vì con cũng không có hứa cao này kia, tại vì con sợ không làm không được á, không có chịu trách nhiệm những cái đó, nên là tới đâu hay tới đó, những gì tốt nhất có thể trong khả năng của con đúng không? Dạ. Hứa tới đâu hay tới đó đó. Rồi, đó giờ xin phép hung đi con. Dạ, con xin phép dì với lại hai bác cho con hung nhẹ. Hung nhẹ? Không có đâu ông má, ở đâu ra mà hung tay vậy. Rồi, hung con. Em sao? Xỉu luôn người Kỳ Ngọc. Quy nó dạ. xỉu luôn rồi đó. Dạ. Con đang trụ lại nữa. Em sao? Thấy cũng hơi đã. Đã. Đã chứ. Thôi, chú nghĩ rằng là em gái là nên chủ động chút xíu. Bởi Huy nó hiền quá, nó nói cũng ít nói, không dám nhút nhát ha. Mình MC mình năng động hơn thì mình chủ động hơn chút xíu nha. Dạ. Không sao hết trơn á. Thôi đừng có nói là gái chủ động này kia không có giờ. Ai cũng được, miễn sao mình hạnh phúc là được rồi ha. Dạ. Thôi, quà cáp gì đâu. Ông cũng ngầm lắm đó, linh tưởng hả. Mắt ông nhìn say đắm vậy nào, hồi nãy ông nói là con nhìn chỗ khác mà không hề đâu, chưa hề nhìn chỗ khác luôn á. Gây lộn nó mới nhìn chỗ khác. Dạ. Còn yêu nhìn chỗ mà khác gì? Đôi mắt dại khờ si tình vậy đó, trời cưng dễ sợ luôn á. Quà cáp ơi. Nè, con nói là con không có chịu sửa soạn đúng không? Nhưng bắt đầu từ bây giờ con phải sửa soạn nghe không? Dạ. Đây nè, có son của Yurika của Nhật Bản nè, thép Vina kêu ơi tặng con đó. Còn cái này là kem nền hoàn hảo cho làn da của con của Vanessa. Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn chương trình, cảm ơn con. Rồi, đây là hệ thống nè. Đó, này là Finet nè, tập yoga nè. Đó, cửa đó, đúng nè. Luôn á. Dạ. Đó, gửi tặng các bạn để rèn luyện sức khỏe nha, dẻo dai. Một cái máy quạt đứng của Toshiba. Dạ, con cảm ơn. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ. Đây, nhà thờ Đức Bà của con. Dạ. Rồi. Đây, hãy nhận lấy món quà và giữ nó làm kỷ niệm nha. Dạ. Rồi. Hôm nay về ghi trang đầu tiên liền nha. Dạ. Rồi, chúng chứ khi ghi cũng được. Rồi hai đứa mạnh thế nào ghi xong đưa nhau đọc coi chơi. Có đi bên đó chào không? Đúng rồi, đi qua đây. Kia chào. Qua đây nè, chào má nè. Chào gì? Dạ, chào bác, chào gì? Xuống dưới luôn. Tới gần sát bên luôn. Nó chào đại gia đình luôn đó. Đó, biết. Chào gì nè, đó chào mẹ nè, đó. Rồi đi luôn, đi qua đây luôn. Rồi, chào dì mình đây nè. Đó, nhà gái chào nhà trai nè. Dạ, con xin phép. Dạ, con chào ạ. Dạ. Rồi, đi thẳng qua anh kia luôn. Rồi. Đi thẳng qua. Hy vọng từ đây tới cuối năm mặc đồ cưới chào luôn nha. Em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, thì nói chung mối tình chính thức thì lúc trước giờ hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên là ở thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung thời sinh viên á, cũng 30 tuổi. Thật ra 30 tuổi rồi mới đi học so với người ta là trẻ. Đúng không? Dạ. Nói chung cô ấy cũng lo hết tất cả, nhưng mà khi mà biết á, hơn 3 năm sau này mới biết là cô ấy đã có gia đình và đã gọi là mình nói đã kết hôn, thì sau này mới biết. Nhưng mà khi mà chuẩn bị kế hoạch chuẩn bị đám cưới thì cô ấy là chủ động chia tay, nhưng cô ấy không chịu, cuối cùng là coi như chia tay từ đó đến đây. Còn mối tình thứ hai thì quen nhau trong cơ quan cũng được một năm mấy, thì cái khó khăn á, nói chung là sẵn sàng chấp nhận vượt qua. Nhưng mà trong cái chuyện mà chị gia đình nói chung cũng hơi khó nói trong cái vấn đề gọi là mình nói là chuyện mà y như con cái sau này á, nên cũng chủ động chia tay luôn. Đến đây là hơn một năm rồi. Là sao? Chưa hiểu là lý do sao chia tay. Chú Chi dạ, xin kính chào quý vị khán giả.
anh Quyền Linh cũng như chị Cát Tường thì lần đầu tiên đến với chương trình, xin chúc quý vị khán giả sức khỏe. Thì trước khi giới thiệu về bản thân cũng như quê hương, tôi xin gửi đến quý vị khán giả cũng như chị Cát Tường, anh Quyền Linh một bài hát mà sau khi bài hát này kết thúc sẽ biết quê hương chính xác của tôi là ở đâu. Rồi. Dạ. ngồi luôn cũng được. Đây. Rồi. Khoảng rang của tôi gió mặn biển khơi, đây con đường xưa, thời thơ ấu mình tôi đến trường. Bao năm rồi anh, dòng sông dìn đó vắng êm đềm trôi, mặt sóng lăn tăn bóng chẳng còn in hình hai đứa. Sân ga đời anh, tháp chiều bóng nghiêng, xanh xanh vàng nho, vùng đất nắng đợi mưa bốn mùa. Bao năm rồi anh, đường leo lên thắm đã bao người qua, tường đá xi ba nắng mưa nhà khoai cùng tháng năm quán cao. Chưa thấy ở đâu chưa bạn gái ơi, em đoán được ở đâu chưa? Ráng cho tới ở chỗ nào coi. Em đoán thì anh thấy ở đâu? Quán rán của tôi đầy nắng qua đầy gió, anh bò ra đi hằng mong trốn thiên đường. Khoan rang chợt mưa, chợt nhớ dài trên phố, thân yêu vô cùng, phố thị của tôi. Xin hết. Đoán được chưa em? Đầy nắng đầy gió đó ha. Yeah. Yeah, nơi mà giờ nắng như gió nắng như phan mà nắng như rang vậy đó hả? Dạ, phan rang. Dạ, phan rang. Nhưng mà vẫn chưa có tên tuổi gì đâu á. Dạ thì để giới thiệu về quê hương, còn bây giờ là xin giới thiệu về bản thân. Làm bài nữa đúng không? Có không? Dạ chắc làm nổi. Thôi làm bài nữa luôn đi. Dạ. Em ngồi bên khung cửi, thoăn thoắt lượn đôi tay, em người chăm ở đó. Gì đó. Dạ bài đó khó quá. Khó quá hả? Dạ. Bài đó giới thiệu tên được luôn đó. Dạ. Thì bài đó khó quá bỏ qua. Thì đến với chương trình hôm nay, tôi xin giới thiệu. Tôi tên là Nguyễn Tung Thắng, là kỹ sư công nghệ thông tin, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Công việc chính là hiện tại là làm ở phòng văn hóa thông tin thuộc phường Mỹ Đông. Còn công việc phụ là bên khắc phục các sự cố máy tính, hệ thống mạng của cơ quan. Thắng nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay là 40 tuổi. 40. Đó, làm cái công việc đó đó. Rồi, anh Thắng 40 tuổi ha. Rồi, xin mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chương trình và em chào chị. Em chào anh Quyền Linh và em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Ái Hà, em 30 tuổi. Em quê ở Đồng Nai và hiện nay em đang làm ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Em làm trên công ty giày xuất khẩu. Dạ, em... Hằng nhiêu tuổi Hằng? 30 dạ, tuổi. Dạ, em 30 ạ. 30. em hay lẹo lưỡi á. Chị nhắc em nha. Không sao hết, mình cứ nói từ từ thôi em. Là mình sống và làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu hả? Dạ, nhưng mà quê em ở Đồng Nai à. Quê Đồng Nai làm ở Vũng Tàu. Dạ, nhưng mình ở Vũng Tàu luôn hay là sao? Dạ, em ở trọ Bà Rịa. Ở trọ Bà Rịa. Dạ. Đồng Nai là ở chỗ nào Hằng? Dạ, em ở Long Khánh, Cẩm Mỹ anh. Ở dạ. Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Mỹ đúng không? Dạ, đúng ạ. Còn Cẩm Mỹ thì trên đường đi về Ninh Thuận dạ. luôn. Dạ, đúng rồi. Còn nhanh, cũng rất là hợp ha. Rồi, bây giờ mình chia sẻ chút xíu về ưu khuyết điểm đi Thắng. Dạ, nói về ưu điểm của em thì nói chung là nhiệt tình, năng nổ, sáng tạo, làm tất cả các công việc. Gia đình nói chung công việc gia đình là làm được hết. Còn ưu điểm nói chung rất thích các môn thể thao, bóng đá, bóng chuyền, đặc biệt là môn bơi lội. Vì ở quê nói chung cũng gần biển nên nói chung là cái môn bơi lội rất thích. Còn cái nhược điểm nói chung là tính hay rụt rè, nhút nhát. Là coi như mình là hay sợ gái, nói chung sợ gái và coi như sợ ma. Trời, gì có sợ ma nữa. Ủa ma với gái giống nhau không? Nói chung trong cái sợ gái cũng như trong cái sợ ma thì có hai cái câu chuyện muốn kể đến quý vị khán giả cũng như anh Quyền Linh. Nói chung sợ gái là cái thời điểm lúc học phổ thông thì cũng thương người bạn gái đó, nói chung là học kề nhau, lớp kề nhau. Nhưng mà khi đi học là không dám gọi là thổ lộ hoặc là đi chung đường. Chỉ là khoảng cách đi từ xa, sợ cô ấy nhìn. Nên nhiều cái sau này mới tiết lộ là thương cả cô ấy. Nhưng mà đã có gia đình và cô ấy cảm giác y như hai người cũng cười do mối tình còn nhỏ quá. Tại vì sợ gái đó ha. Còn sợ ma dạ. Sao nó giống không? Dạ, nói chung sợ ma là khác.
tại trong công việc á, tại vừa rồi cơ quan cũng tổ chức lên Đà Lạt chơi thì cũng mệt quá, mình nghỉ trong phòng, anh em đi ra ngoài, nói chung đi giao lưu, đi nhậu hết. Thì khi mà giật mình dậy, như cảm giác như mình cô đơn trống vắng, mình thấy phòng tối lật đật bung cửa bỏ chạy ra ngoài. Thì nói chung là trong đêm đó anh em coi như cười, mình nói là coi như đêm đó là thức sáng đêm luôn, như cảm giác nữa. Hai cảm giác nó khác nhau đúng không? Dạ. Rồi. Nghĩa là cảm giác sợ ma chứ có thấy cái con ma nào đâu, đúng không? Còn con gái là người ta trước mặt mà cũng sợ. Vậy là con gái nguy hiểm hơn. Dạ đúng rồi. À. Dạ. Rồi. Thì em không sợ ma. Không sợ ma? Dạ. Vậy em sợ cái gì? Dạ em sợ điều xấu thôi. Sợ điều xấu thôi. Dạ chứ em không sợ ma. Mình có cái ưu điểm khuyết điểm gì của mình không? Dạ ưu điểm của em là người nhiệt tình cho công việc, cho dù công việc đó em không thích thì em vẫn hết lòng với nó. Dạ rồi em hài hước, chân thành với mọi người. Và em trong tình yêu thì em rất là chu đáo. Ngoài ra là em còn là người thương động vật chị. Dạ, với lại em là người biết ơn người khác. Biết ơn người khác, ai giúp mình là mình phải nhớ. Dạ, đúng không? Nhớ ơn và mình luôn đặt cái vị trí của mình vào người khác để thấu hiểu họ. Dạ. Còn cái nhược điểm? Cái nhược điểm của em là em rất là dễ xúc động. Dạ, em giống như mình coi hài mà mình cười ha há gì đó, nhưng mà khi họ khóc thì mình cũng khóc theo họ vậy đó. Như chương trình này vui, coi cũng vui, mà thấy người chơi khóc hay là chị khóc thì em cũng khóc theo. Cho nên là mình đầy cảm xúc. Dạ em về tốt. Đó, tính điểm hơi giống không, tính anh thấy là khuyết điểm thì em thích em thích mình lúc nào cũng cười thôi chứ không thích mình hay khóc như vậy. Trước đây em từng làm em làm công việc gì? Dạ trước đây em có làm bên mầm non ạ. Dạ mầm non bao nhiêu lâu, làm bao lâu rồi? Dạ em làm vài năm, xong rồi em có gia đình, em có sự cố, xong rồi em mới lên trên Bà Rịa. Dạ là kinh doanh thôi ha. Dạ rồi. Em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì nói chung mối tình chính thức thì lúc trước giờ hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên là ở thành phố Hồ Chí Minh, nói chung thời sinh viên á, cũng 30 tuổi. Thật ra 30 tuổi rồi mới đi học so với người ta là yêu, trẻ đúng không? Dạ. Nói chung cô ấy cũng lo hết tất cả. Nhưng mà khi mà biết á, hơn 3 năm sau này mới biết là cô ấy đã có gia đình và đã gọi là mình nói đã kết hôn. Thì sau này mới biết, nhưng mà khi mà chuẩn bị kế hoạch chuẩn bị đám cưới thì cô ấy là nói là cô ấy, tôi nói là cô ấy là chủ động chia tay, nhưng cô ấy không chịu, cuối cùng là coi như chia tay từ đó đến đây. Còn mối tình thứ hai thì quen nhau trong cơ quan cũng được một năm mấy, thì cái khó khăn á, nói chung là sẵn sàng chấp nhận vượt qua. Nhưng mà trong cái chuyện mà chị gia đình nói chung cũng hơi khó nói trong cái vấn đề gọi là mình nói là chuyện mà y như con cái sau này á, nên cũng chủ động chia tay luôn. Đến đây là hơn một năm rồi. Là sao? Chưa hiểu là lý do sao chia tay? Dạ thì nói chung trong cái vấn đề mà chuyện hạnh phúc gia đình á, thì một là cái tính tình là chưa hiểu nhau lắm. Cái thứ hai là nói chung khi mà nếu mà lập gia đình á, thì cảm giác y như mình là coi như sau này á, thì nói chung không có con cái cũng cảm giác y như mình nói là y như cô đơn trống vắng, nên cảm giác cái từ thời điểm đó là cũng chia tay luôn. Không hiểu luôn á, bên đây cô gái này cũng không hiểu luôn á, vì không có gia đình, không có con cái gì. Tức là có gia đình nhưng mà không có con á. Thì cô ấy nói chung cũng bệnh về cái chuyện mà chuyện có con á, nên bây giờ thôi cũng chia tay. Tức là quen cô gái mà không có sinh con được. Có gia đình à. Cô đó có gia đình. À bạn gái không có sinh con được cho nên là anh chia tay dạ, hả? Dạ đúng rồi. Chứ không phải là hai người lấy nhau rồi cô không có con mới chia tay. Là cổ có bệnh, cô không có sinh con được cho nên là sợ sau này về già không có con, buồn nên chia tay. Dạ đúng. Rồi. Anh là chưa có từng kết hôn đúng không anh? Dạ chưa kết hôn lần nào. Chưa kết hôn lần nào. Rồi. Dạ. Hiểu rồi ha. Chưa thấy bớt căng thẳng, nãy thấy em căng thẳng quá. Rồi bây giờ về tình trường của mình thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em cũng có 3 mối tình. Dạ mối tình đầu là năm 20 tuổi, còn mối tình giờ mình kể mối tình sau này á, mối tình cuối của mình á. Dạ mối tình cuối thì em chia tay cũng được gần 2 năm rồi chị. Mình quen được bao lâu em? Dạ, em quen cũng gần 2 năm. Lý do sao mình chia tay? Dạ do người đó không có đàng hoàng, họ giống như họ lăng nhăng á với phản bội mình, em nghỉ chơi không biết chơi nữa. Là mình quen 2 năm là mình mới phát hiện hay là sao? Dạ không, tự nhiên người đó thay đổi thôi. Chứ lúc quá trình quen là người đó
bình thường. Bình thường và không đa, là không lăng nhăng. Nhưng cuối cùng là họ như vậy. Mà thay đổi rồi mình dạ, chia tay thay đổi. Luôn. Dạ. Thôi coi như mấy chuyện buồn mình bỏ qua ha. Dạ. Bây giờ mình đã quên hết chuyện cũ chưa em? Mình chuẩn bị cho một cái tình yêu mới chưa? Dạ dạ. Em mong muốn tìm một mẫu người như thế nào? Dạ em mong anh ấy là trung thực. Dạ. Và có khiếu hài hước không chị? Trung thực, hài hước. Dạ. Rồi cái mặt ảnh hiền đó. Hiền. Mặt hiền. Em dạ. có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Mặt hiền với cười tươi giống như anh diễn viên Anh Đức á chị. Trời ơi. Rồi. Dạ. Nhưng ngoài ra ảnh hiểu biết và có ý chí cầu tiến. À. Dạ. Vậy anh không hút thuốc càng tốt. Không hút thuốc thì càng tốt. Dạ. Em có anh có hút thuốc không anh? Tức là tất cả các món là tứ đối tượng không bao giờ sử dụng. Có sử dụng nhưng mà ít, thuốc thì không hút. Rồi. Còn uống rượu bia thì nói chung lâu lâu là sếp gọi hoặc anh em bạn bè là đi thôi. Dạ. Chủ yếu là tập trung cho công việc gia đình. Anh có lăng nhăng không? Chính xác là không. Chính xác là không, vậy tốt quá ha. Rồi vậy mẫu người lý tưởng của anh là như thế nào? Dạ nói chung người phụ nữ là còn cao 1m55 trở lên. Rồi. Ngoại hình ưa nhìn. Nói chung là vừa pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Rồi. Thật khó quá hả? Lúc khó. Thì bắt truyền thống, lúc thì bắt hiện đại hả? Này cũng hơi khó nha. Tuổi tác à, cổ nhỏ hơn anh 10 tuổi anh thấy hợp lý không anh? Dạ nói chung là cái tuổi tác là không quan trọng. Quan trọng cách sống sau này hai bên mà hiểu nhau và thông cảm, chia sẻ nhau và hạnh phúc là được. Không còn quan trọng tuổi tác. Rồi dạ. Để anh qua anh coi đàn gái coi sao nha. Giờ anh Việt Linh à. Chào em gái. Dạ, em chào anh. Dạ. Em không thích cái tật gì của người đàn ông nhất? Dạ em không thích anh bảo thủ. Bảo thủ? Dạ. Em trai có bảo thủ không vậy? Dạ không à. Không có bảo thủ. Dạ. Không thích gì nữa? Dạ với lại không thích cái sự an phận á. Dạ. Tức là không có một cái mục đích. Dạ đúng rồi. Tiếng đó. Dạ. Tiếng ha. Dạ. Này sao anh? Có đối, mục đích gì phát triển tương lai không? Đối với em là cái cầu tiến là cái số 1. Tại hiện tại là không bằng lòng với bản thân. Tức là phải trong cái lĩnh vực bây giờ công nghệ 4.0 mà phải phù hợp với thời đại. Nếu không sẽ bị thụt lùi. Đúng mình rồi. Mình nâng cấp nên như mình nói là phải đổi mới hoàn toàn. Đúng. Phải phát triển kinh tế dạ, sau này để lo gia đình ha. Dạ. Anh này không có giống anh Đức nhưng mà hơn anh Đức chút là anh Thắng. Dạ. Anh Thắng còn kia anh Đức. Dạ, Đức Thắng. Ha. Dạ. Hơn ấy nhưng mà mặt anh này hiền giống như em đưa ra đó. Dạ. Rất là hiền. Dạ. Nhìn sáng sủa dễ thương lắm. Dạ cảm ơn. Rồi. Dạ. Đàn gái cũng hiện đại đó ha. Như cách nói nãy giờ cũng truyền thống á, cũng hợp lắm. Dạ em 60% hiện đại và 40% truyền thống. Pha trộn rồi, lắm rồi. Là hay rồi. Thôi, được. Đàn gái rất là ok. Rất bây giờ bao lâu nữa thì em tiến tới hôn nhân được? 30 rồi ha. Dạ, có thể 1 năm chị. 1 năm. Dạ. Mai mốt định sinh mấy đứa con? Dạ, 1 hoặc 2 chị. À, tại anh này anh phải có con mới được. Dạ. Không có là không được. Mà nhiều khi dạ, ủa dạ. Anh có đi khám anh trước chưa? Dạ, chính xác là coi như gọi là chính xác là không bao giờ. Nói chung là tốt. Hệ thống coi như hệ dàn máy hoạt động tốt. Anh tự đoán anh tốt hay là đi bác sĩ khám? Tự tin luôn. Nói chung khám thì không có nhưng mà tự tin là chắc chắc thì có. Tự tin vậy sẽ dạ. có. Vậy là khi quen bạn gái về là đưa bạn gái đi khám liền ha. Dạ. Để quen thời gian nữa rồi là mất công chia tay với người ta nữa. Rồi bây giờ hỏi anh là bao lâu anh tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà được á thì có khả năng tiến tới trong năm nay hoặc dạ. là đầu năm sau. Dạ. Mình sẽ sống ở đâu anh ha? Dạ lấy nói chung về. Là tùy theo cái bạn gái thôi. Thích môi trường, ví dụ năng động làm việc thì nói chung sẽ tạo điều kiện. Còn mà thích cách sống ở quê thì sẵn sàng tạo điều kiện và xin việc cho cô ấy. Để mà tạo điều kiện cô ấy có thể gần gũi với gia đình hơn. Dạ. Có nghĩa là vợ thích đi đâu anh đi theo hả? Không có. Tại nay nói chung bữa nay là mình sống là tự lập. Tại bố mẹ cũng mất rồi. Nên bây giờ sống là tự quyền quyết định là tự mình làm luôn. À thì đó có nghĩa là ở đâu anh sống cũng được phải chính không? Xác, dạ. Dạ vậy thì quá tốt luôn. À, bây giờ cổ đang kinh doanh thì một là anh phát triển kinh doanh cho cổ, hai là anh xin lại cho cổ đi làm giáo viên mầm non. Hồi trước dạ. cổ làm giáo viên mầm non. Vì hoàn cảnh nên cổ mới nghỉ, anh xin dạ. việc được không? Dạ nói chung cái bên cái hướng kinh doanh đó thì em có khả năng giải quyết cho cô ấy được. Tại hiện tại nói chung ngồi cái công việc chính của cơ quan thì vẫn coi như đầu tư cho sản xuất bên cái dừa sim xanh á. Dạ. Nói chung bên cái hướng này cũng hướng là coi như mấy anh em làm ở nhà cũng hướng là phát triển y như nâng tầm nó lên. Tại là cũng đạt thương hiệu nói chung ở tỉnh Ninh Thuận. Dạ. Mình muốn cái đó là phát triển lên.
Con là ở các tỉnh miền Tây đã gọi là thương hiệu nổi tiếng rồi. Rồi vậy tốt rồi ha. Như công việc tốt. Anh có thể em thích sống ở đâu là ảnh sẽ chiều theo ý em luôn. Dạ. Ở đâu anh cũng sống được hết, vậy là mình cũng yên tâm ha. Dạ dạ, cảm ơn. Rồi, thắng đi với ai thắng? Dạ, đi với đứa em con mà gì, nói chung là cũng là em ruột trong gia đình đó, như em ruột đó. Rồi, cho chị gặp em của Thắng ha. Chào anh Quyền. Alo. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ chào anh. Chào khán giả. Chào hai bạn. Tôi là em họ của anh Thắng. Nhìn bạn Hà thì tôi thấy là bạn dễ thương, tính dịu dàng, nhưng hiện đại thì thật sự là mình cũng chưa thấy cái nét hiện đại nhiều lắm. Cũng có đó, cũng có hiện đại đó. Bạn nói thì 60 á, thì cũng mình thấy khoảng chừng 30 thôi, đến 40 thôi, khá dịu dàng. Em nghĩ là anh không có bỏ cái cơ hội nào đó anh Thắng, đừng nên bỏ cơ hội này. Và nhớ cái kiểm tra cái nút bấm đó, cho kêu to to chút xíu nha. Sợ nó hư đúng không? Sợ nó hư. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rồi, hôm nay mình đi với ai? Dạ, em đi với dì ruột, với chị ba và cháu. À, rồi, dạ, chị gặp dì em nha. Dạ. Dạ, chào dì. Alo. Dạ, chào MC Quyền Linh. Chào... Dạ. MC Cả Tường, chào bạn, chào cháu trai. Dạ, chào cô. Chào khán giả trong trường. Thì tôi giới thiệu là tôi dì ruột của cháu Út. Thì ngày hôm nay thì cuộc hẹn hò của cháu thì tôi đến đây tôi phụ cho cháu. Thế nhưng mà tôi thấy cháu của tôi thì anh cũng hiền lắm, cha mẹ mất sớm nhưng mà cũng biết thân phận lắm. Cho nên là tôi đến đây thì tôi thấy như vậy, cuộc hẹn hò như vậy á, tôi cũng giờ hai cháu á là cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu, thời gian tìm hiểu cho sâu sắc một tí nữa. Rồi hai cháu tự quyết định. Tôi thấy cháu trai cũng tuy là hơn cháu tôi 10 tuổi rồi, thế nhưng mà tôi thấy cũng chững chạc lắm á, về cái lối sống của miền Trung á, thì thấy cũng chững chạc, tôi cũng thích đó. Cho nên cho hai cháu là có cơ hội để hẹn hò nhau, để gặp nhau, để hiểu thêm nữa. Cảm ơn chị. Rồi, đó là ý kiến gia đình của mình ha. Bây giờ trực tiếp hai bạn sẽ trò chuyện với nhau rồi mình quyết định nha. Mở rào. Bắt đầu đi Thắng. Anh xin tặng em món quà, và đây là coi như gọi là đặc sản, mình nói là Ninh Thuận là món này là đầu tiên, chính xác. Em cảm ơn anh. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ. Cảm ơn em. Chị ơi, cái này. Dạ, em có món quà nhỏ tặng chị. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em tặng cho bà xã anh ạ. Rồi. Cảm ơn em. Vậy là anh không có. Anh không có. Nói chứ cảm ơn em nhiều nha. Thay mặt bà xã, cảm ơn em nhiều. Đẹp quá. Thế lần đầu tiên em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh hiền. Nói chung tính anh là hiền, trầm tính. Nói chung ít nói hay thiên về sống tình cảm á. Dạ em cũng vậy ạ. Có những chuyện mà mình nói y như mình nói là ấm ức hoặc cái gì á, là cố giữ trong lòng. Mình nói y như sống tầm tính thiên về tình cảm nhiều hơn. Dạ, vậy là giống em rồi. Tại vì em có nỗi buồn gì hay là khó khăn gì em cũng ít chia sẻ với ai lắm. Em chịu đựng một mình thôi. Bây giờ rất mong có người để chia sẻ với em. Hồi nãy em nói là công việc hiện tại là em làm ở đâu? Ở Vũng Tàu à? Dạ, ở Bà Rịa. Chính xác chung, là châu đất Bà Rịa. Bà Rịa Vũng Tàu thì nói chung cái khoảng cách từ đó cũng xa, cũng gần chứ không có xa. Còn Đồng Nai thì càng gần hơn nữa. Thì nói chung làm cơ quan nhà nước anh sẽ cố gắng thu xếp. Nếu mà sau này bấm nút anh cố gắng thu xếp. Tại thứ bảy chủ nhật là thời gian là nghỉ. Nên anh sẽ cố gắng thu xếp. Nếu mà cùng huyện hò thì anh sẽ cố gắng thu xếp và sẽ vào thăm em. Dạ, cảm ơn anh. Anh
có thể hát tặng em không? Thì để mà coi như tỏ tấm chân tình của anh, dạ, thì anh xin gửi em đến bài hát là, dạ, gọi là, mình nói là một sáng tác thì nói chung ca sĩ thường hát là đàm ảnh hơn. Thằng Rang hả? Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết tình lâu đài, đợi chiều về đêm trăng nào tới, qua chiều vàng đêm trăng nào tới, để đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chấp nối đến nôi thiên thần. Xin nói là thảo thuộc bài hát, xin lỗi. Thôi giờ nhìn thẳng vào mắt cô ấy, hai người nắm tay nhau đi để mình coi xem, dạ, là mình có rung động, có cảm xúc với nhau hay không. Cô gái hát đáp lại đi. Dạ. Dạ. Nắm tay ảnh với em. Dạ. Dạ. Em hát tặng anh một đoạn nha. Nhưng mà vì sao em nhớ anh thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt, buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, anh ơi anh có hiểu có hay. Tình em như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy, biển trời nào mà không xanh, thì xin anh nhớ cho rằng tim vàng anh chính ngự hồn em. Hay. Rồi, được rồi. Hai bạn có thể về vị trí. À, cảm nhận bây giờ nắm tay nhau hát với nhau. Lần đầu tiên gặp mặt chúng ta thấy thế nào? Nói chung nhìn thẳng vào nhau đi anh, hai người mình nhìn thẳng vào nhau mình trò chuyện nhé. Gặp mặt ở đây nói chung là cũng là niềm hạnh phúc rất lớn đối với anh, mà được bấm nút hơn là cái đó là cái hạnh phúc coi như gọi là gấp bội. Dạ. Anh cảm nhận như thế nào về người phụ nữ ngồi chung, anh nghĩ về em, người bạn gái bên này nói chung rất xinh, nói chung dạ, phong cách hiện đại giữa pha trộn với truyền thống, nói chung mình thấy là đánh giá rất cao. Dạ, thì nói chung đây là cũng như gọi là rất hợp với cái tính cách của em. Bây giờ yêu xa đó thì anh định làm như hợp cơ quan là đánh giá rất cao. À, anh định sẽ sắp xếp như thế nào trong cái việc hẹn hò? Dạ nói chung là từ Đồng Nai đến Phan Rang nói chung khoảng cách nó cũng gần chứ không có xa. Mình thu xếp nếu mà thương nhau thì nói chung là cái chuyện mà xa gần không quan trọng. Thì chỉ cần mà leo lên xe buýt là chỉ cần một đêm là ngày mai là gặp lại liền người yêu liền. Dạ. Đấy, mình bàn về nếu mà hai người đồng ý kết hôn thì như thế nào? Hai người đồng ý hẹn hò thì như thế nào? Dạ thì nói chung đồng ý hẹn hò thì nói chung gọi là anh sẵn sàng gọi là vượt qua mọi khó khăn thử thách. Để cái mục đích trên hết là coi như đem cho em đến niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ cảm ơn anh. Em cũng hy vọng là hôm nay chúng ta có duyên rồi thì chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. Còn mà em phải nói hỏi kỹ ảnh rồi là giờ có chắc là em xin được không nha. Dạ. Đó, đó em phải hỏi ảnh cái vụ đó. Dạ anh ơi, nếu thí dụ mà em không xin được thì anh có anh có giống như đợt trước không? Dạ không. Ủa, cái đó là chuyện đó là không. Tại nói chung khi mà quyết định bấm nút là chắc chắn là coi như gọi là mình nói là sẽ chắc chắn tiến tới hôn nhân. Còn cái chuyện mà đó sau này quan trọng cái chuyện hạnh phúc sau này thôi. Còn cái chuyện cũ là hãy cho nó qua, không muốn lại nữa. Ý cổ nói nữa là hai người lấy nhau cũng đẻ không được thì sao? Thì nói chung đã quyết định chọn thì không bao giờ thay đổi được cái quyết định. Không đẻ không quan trọng đúng không? Dạ chính xác. Em không xin được anh cũng không buồn đúng không? Dạ. Không bỏ rơi em đúng không? Chính xác. Anh thấy rằng đây có phải là một người cùng với mình đi suốt cuộc đời không? Nói chung đánh giá hồi nãy giờ thì cũng đánh giá về hoài. Này. Làm như họp chi bộ đánh giá rồi nâng cao quan điểm mà ha. Thì bạn này nói chung rất hợp với cái hình mẫu gọi là nó là đang tìm kiếm mà sẽ tìm kiếm và chắc chắn là cô đưa về sẽ đi đến suốt cuộc đời. Em cảm ơn anh. Khẳng định dạ. Luôn đó. Em cảm ơn anh. Anh muốn xin mấy người con?
chung bây giờ là một hoặc hai là chính xác là có nhiêu đó dao động cỡ đó thôi. Nói cho anh vui thôi chứ tùy sức anh đó, ở đây mấy đứa là cũng đẻ được hết á. Nha, anh cứ yên tâm đi, đừng có lo không có con. Rồi để tay nút bấm đi đây. Thắng. Dạ, vậy đây. Nút đây nha. Dạ, cảm ơn chị. Hà có thắng hay không là quyền của Hà. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha, rồi đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò để mà quyết định tiến tới hôn nhân nha hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời. Rồi. À, bấm rất chậm. Nắm đúng tay không? Nhau đây nè. Yeah. Em vẫn có suy nghĩ điều gì, em định không bấm đúng không? Em băn khoăn điều gì nữa? Dạ em chỉ lo là khoảng cách xa, tại vì dạ, anh thường là sao mà cách lòng á. Anh nắm tay cổ, anh nói câu sao cho cổ yên tâm. Bao lâu thì anh tới thăm cổ được một lần, cho cổ khỏi phải lo lắng nữa. Cổ vẫn còn hoang mang. Nói chung anh sẽ hứa với em là nói chung khi mà coi như khi mà chấp nhận rồi, anh sẵn sàng coi như gọi là không bao giờ, nói chung cái chuyện lừa dối trong tình yêu không bao giờ anh có. Còn đến với em là anh chắc chắn là như bằng tấm lòng chân thật, không thay đổi. Nói chung á là đánh giá của tôi á, nói chung hai người á, dạ, là nói chung á là hợp. Yên tâm nha em. Dạ em cảm ơn chị. Ảnh là lớn rồi, chững chạc rồi, ảnh nói được anh sẽ làm được. Nhưng mà anh chưa trả lời đúng là bây giờ bao lâu anh thăm cổ một lần? Nói chung cuối tuần là coi như hai ngày là phải đi. Tuần thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật. Vậy anh thích chừng nào kết hôn? Thì cuối năm, dự định cuối năm. Nếu mà cảm thấy hợp. Cuối năm nay hả chị? Còn không thôi là đầu năm sau. Dạ. Cuối năm nay hoặc đầu năm sau đó. Được không? Nói chung là càng sớm càng tốt đó. Càng ở chung cho nó lẹ chứ đi thăm hoài cũng mệt. À, tốn kém gì ha? Tốn kém. Em lo bên đây, lo cho đây thôi. Lo hay chưa? Chưa gì lo, sợ anh tốn kém rồi. Nói chung là cần về ở chung gấp. Đánh giá là tốt phải không anh? Rồi đây, những chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Đây, quà tặng đặc biệt dành cho hai anh là mà anh chị là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá là 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống của cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Mình cưới sớm là mình sẽ sử dụng cái chụp hình cưới 15 triệu này nha. Dạ. Một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, một phiếu giảm giá 25% trên toàn quốc. Rồi. Đây là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá là 5.950.000 đồng. À, hai anh chị sẽ nhận được cái tivi này khi mình kết hôn. Dạ, dạ, cảm ơn chương trình. Rồi đây là quà, quà của em ha, hơi nặng nha. Rồi cầm cái này nha. Dạ. Rồi chúc mừng hai anh chị cố gắng tìm hiểu thật sớm ha, rút ngắn khoảng cách, rút ngắn khoảng cách, rước cổ về chung một nhà nha. Dạ. Rồi, những gì anh hứa là anh phải nhớ thực hiện nha anh. Dạ, cảm ơn chị ạ. Dạ, dạ cảm ơn anh. Rồi, dạ. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. À. Cảm ơn bó hoa tặng bà xã anh nha. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Đó giờ anh mới nhận bó hoa của bà xã trong chương trình á. Dạ. Em đi trước, em đi trước. Dạ. Hôm nay anh Linh về nhà sẽ tạo bất ngờ cho chị ấy. À, chị ấy tưởng đó anh Linh mua hoa tặng. Lâu lắm rồi mới nhận được một bó hoa cho bà xã mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.